Đó thì cái nguyên nhân thứ nhất ở đây mình sẽ thấy được chức năng này là chức năng gây chú ý, tức là anh ấy sẽ để ý là nếu mà anh ấy không làm cái gì cả thì mẹ sẽ đi làm những chuyện khác, đi giặt đồ, đi phơi đồ, đi làm gì gì đấy, nhưng mà anh ấy chỉ cần đi cắn, đi liếm những cái mền, cái gối hay cái giường hay cái gì đó là mẹ sẽ chạy ra ngay lập tức, và mẹ sẽ nói là không nha, con không được làm như vậy nha, xong ấy tủm tỉm cười chạy đi chỗ khác. Đó là một chức năng. Chức năng thứ hai có thể là rảnh khi mà lên trên phòng này không có việc gì làm. Ngoài cái việc này ra thì cuối cùng là làm gì không? Hay là chỉ chờ để đi ngủ thôi? Cô, tức là không phải chờ đi ngủ mà ví dụ như lên trên phòng là bắt đầu là tập thể dục chẳng hạn, bắt đầu tập thể dục thì bé cũng hay chạy lại cắn áo mẹ, rồi xong là ngồi học cũng vậy, ngồi học lâu lâu là kéo cái áo mình lên cắn, Nếu là tức mà là ngồi học mà lâu lâu lên cắn thì cái này nó sẽ là tìm kiếm cảm giác nữa. dạ thì Rồi em chỉ nó sợ có thêm một cái cái chất chức năng là quay thôi. né tránh. Dạ Tức là cắn cái này thì sẽ mục đích là đỡ phải tập vận động. dạ Dạ. Ơi. Bởi vì khi khi mà anh ấy cắn như thế này thì mình lại không có tập trung vào cái chuyện là mình kêu anh ấy tập vận động nữa, mà mình sẽ Dạ. đi nói là con không có được cắn, không được gì đó, mình lại lơ mất. Tức là nó câu giờ. Cô phân tích giùm em thêm cái chỗ ngang cái giác quan đó Chưa thì từ từ chỗ này em đang nói là theo cái kiểu là tránh việc trốn việc, làm dạ. cái việc này để đỡ đỡ phải tập vận động, đỡ phải học bài, câu được giờ nào thì hay giờ đấy. Vậy thì sẽ có kiểu là một là cái bài tập vận động đấy nó đang hơi hơi là quá so với cái sức của anh ấy tại thời điểm hiện tại, hoặc là xưa giờ không quen tập vận động, bây giờ phải tập vận động thì anh ấy sẽ nghĩ ra những cái trò khác để quay ngược trở lại cha mẹ. Và cứ cha mẹ có thấy con có những hành vi này là cha mẹ sốt vó lên và cha mẹ tập trung vào cái chuyện hành vi chứ không tập trung vào cái mục đích chính của mình ban đầu là mình tập vận động cho con nữa. Xem rất nhiều bé có vấn đề tương tự như thế này. Đó. Được chưa? Vậy thì chỗ này nhá, một là chức năng gây chú ý, hai là chức năng trốn tránh nhiệm vụ, không muốn làm cái việc mà mình đang tập cho con làm, hoặc là bài học cũng vậy. Con không muốn học cái bài này, đơn giản con chỉ cần cắn liếm như vậy là mẹ sẽ bị chi phối, mẹ mất tập trung luôn, là mẹ sẽ không có tập trung vào bài dạy nữa. Đến chức năng thứ ba mới liên quan đến cái chuyện là giác quan, tức là anh ấy tìm kiếm cảm giác. Nhưng mà tìm kiếm cảm giác thì ban đầu ngày xưa đâu có bị, trước đây cũng đâu có bị, tự nhiên bây giờ mới bị, thì có thể trong một cái lúc nào đó trong một cái lúc nào đó thì anh ấy ngứa răng được không ạ, hoặc là trong miệng nó khó chịu, xong anh vô tình anh ấy phải lấy cái gì anh chà chà, anh cà cà cái miệng vào thì anh lại thấy có cảm giác đã, được không? Đơn giản nó chỉ là như vậy thôi, mình đừng quan trọng hóa vấn đề đó lên. Trẻ con ngày xưa hay là trẻ con bây giờ nó rất là sáng tạo, rất thích tìm tòi, rất thích khám phá, và khám phá là quyền của đứa trẻ. Mình chỉ là đừng có để cho cái hành động này nó xảy ra thường xuyên nguyên một ngày, nó gặp cái gì nó cũng liếm, gặp cái gì nó cũng đưa vào miệng đó, vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, hoặc là nó làm những cái hành động nó mình không thể chấp nhận được, hoặc là đi ra ngoài không chấp nhận được, chứ còn cái này cũng không sao, hình Dạ đúng không ạ? dạ Thì thực ra khi khi mà mình chơi với con á, mình chơi hay mình tập á, anh chị tập thêm cái tính nhây. Có hiểu cái từ nhây của em không? Nó thích liếm như vậy đúng không? Thì chị cho muối vào chỗ cái áo của chị. Nè con liếm đi, liếm đi. Và mặt mình rất là, mình cũng phải nhây, mình cũng phải giỡn mặt ngược lại với con. Nè chơi là chơi tới kiểu vậy á, để xem con cảm giác mặn chưa, con liếm được không, kiểu như vậy á, thì tự khắc đứa trẻ nó sẽ điều chỉnh. Chứ còn bây giờ mà mình bắt đầu mình rối lên, mình nói hai vợ chồng lại nói với nhau, trời ơi chết rồi, bây giờ nó lại liếm hay nó lại nhai này rồi, hai vợ chồng ngồi nói, thế nó nhìn thấy bố mẹ như vậy nó càng khoái, nó càng cố tình nó làm nữa thì sao. Bên cạnh những cái hành vi như vậy, nó vẫn có những cái mang cái tính kiểu như là nó muốn chọc ghẹo hay là muốn gì đó với mình đó, đâu phải là không. Cho nên là cái cách của mình đối với tất cả mọi chuyện
tập cho mình một cái tâm thế bình tĩnh, tự tin, chiến thắng được hết. Không có việc gì khó. Đứa trẻ nó bắt được cái thóp của mình là cứ khi mà nó làm những cái hành động gì bắt đầu mình xoắn lên, mình rối lên. Thì khi nó nhìn thấy mình rối thì đấy cũng là một cái cách để củng cố tâm lý của nó. Nó vui. Nhưng những cái đứa trẻ nó năng động á. Dạ. Không sao chị ha. Mình hãy nghĩ theo cái hướng tích cực, nghĩ theo cái hướng vui vẻ và bắt đầu mình lại tập cho con mình. Dạ, dạ vâng, cô cảm ơn. Dạ chị Huyền Bùi giơ tay là sao ạ? Chị Huyền Bùi này là chị Huyền Bùi Bestoni hả? Hay là chị Huyền Bùi Hải Đăng? Cảm ơn chị Ngân Na, chúc mừng nhà mình 20 tháng 11, 20 tháng 10 vui vẻ. Ôi. Hôm nay là thấy chị Ngọc với thấy anh Đậu là có tóc mới nè. Dạ khỏe không anh Đậu? Em có tóc mới nữa cơ. Anh ơi. Trời trời mở ngay màn hình lên khoe lên. Dạ dạ. Dạ em nghe ai nói ạ? Alo, ai vừa gọi em ạ? Chào cô, chúc cô với các chào bạn ơi. Này 20 tháng 10 vui vẻ. Dạ, dạ cảm ơn ba. Lớp mình lớn nhất là có bà nội. Bà nội sáng nay chúc quá chừng luôn ạ. À. Dạ, bà nội xin trình diện. Dạ, con chào bà nội. À, chúc các phụ nữ luôn xinh tươi, khỏe mạnh. Dạ. Dạ, rồi có ai đại diện lớp như chúc bà nội không hả? Cô đại diện. Dạ, nhờ chị Ngọc nói cho nên là con đại diện lớp. Đầu tiên là cảm ơn anh Đậu đã đại diện lớp để chúc bà nội với chúc các cô. Wow, hôm nay bà nội tóc mới đó kìa. Trời vậy mà vừa nãy con nói bà nội không trình diện. Thôi này mai con đi cắt tóc nha. Dạ. Tóc kiếm người, cho nó mát. Dạ. Đúng rồi, con cũng bắt đầu dài rồi này. Ngồi nó một hồi là mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn. Dạ. Dạ, con xin đại diện lớp nha. Cảm ơn bà nội. Chúc bà nội mỗi ngày thêm mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Dạ, nội cảm ơn cô với cảm ơn các mâm. Đây, nội cũng có cái bình hoa đây cô ơi. Đấy. Wow. Bình hoa đã quá. Cảm ơn cô với cảm ơn các mâm. Chúc cho phụ nữ chúng ta thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và kiên cường trên cái hành trình đồng hành với các con. Kiên cường trên mọi mặt trận. Dạ vâng. Hành trình mình đi đào vàng á cô. Dạ đúng rồi. Đi đào vàng, đi đào kim cương á cô. Dạ. Thực ra là đến bây giờ cũng nhiều người cảm nhận được là thấy vàng mới thấy kim cương rồi đó bà nội. Dạ. Yeah. Tuyệt vời lắm cô. Dạ. Rất nhiều anh chị là đã giống như là xây dựng lại được tương tác với con của mình và bắt đầu, quan trọng nhất là bắt đầu đi được vào trong cái tâm hồn của con. Con cười, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Điều đấy là quan trọng nhất. Còn kiến thức thì mình dạy thời gian là thế nào con cũng sẽ lên rồi. Dạ cô rồi biết ha. Không? Tất nhiên là Thượng Đế tặng cho mình một món quà thì đặc biệt thì ngày gói trong cái vỏ bọc khó khăn lắm. Nhiều vỏ bọc lắm mà mình cứ ráng mình mở cô ơi. Dạ. Dạ. Dạ rồi các chị nghe thấy chưa? Mình cứ ráng mỗi ngày mở quà. Đến ngày đó, đến một ngày nào đó mở ra cái là trời ơi, rung rinh luôn. Dạ, quà quý á cô. Hết hạn sử dụng luôn, khổ lâu quá. Hết hạn sử dụng. Coi chừng hết hạn sử dụng đi. Hạn sử dụng là do mình chứ.
cô ơi, cho em hỏi cái điện hồi nãy cô có giải về mấy cái hành vi mà có cái mục là yêu thích đó cô. Yêu thích dạ. Thì là có phải nó có bao gồm cả tình cảm trong đó không? Ví dụ như là như con em á, em để ý là khi mà em ẵm nó thì nó cứ cạp vô cái nó cạp, nó liếm vô cái bắp tay bên tay phải của em mà không ai ẵm nó cạp, nó liếm vô đó hết. Có một mình em nó cạp, nó liếm hả? Cứ dạ. Em vừa ẵm nó lên là nó ôm cái bắp tay phải của em, nó cạp cạp, nó liếm liếm. Không biết có phải là do nó thương em nó cạp không hay là sao? Tại vì nếu mà cảm giác thì người khác nó cũng phải cạp chứ. Em thấy nó không cạp ai, nó cạp có một mình em à. Thật ra con mình nó có tình cảm chứ ạ? Con mình nó có tình cảm chứ. Cạp là thương chứ. Có nhiều người được em bé mà nựng nhéo cái má đó, nó tím cái má luôn nè. Hung cái má của người ta mà đỏ cả mặt của người ta lên luôn như vậy nè. Thương lắm thì mới nựng như vậy chứ. Thì giống như bây giờ con mình nó có tình cảm với mình sâu đậm nhất là chỉ làm với mình thôi. Còn lại những người khác thì tình cảm không có đậm đến mức độ như thế. Có điều là mình sẽ chỉnh làm sao để cho nó phù hợp hơn. Ơ mình chỉ cho con là con có thể thương mẹ như vậy nè. Hoặc là bây giờ mẹ thương con vậy là bây giờ đến lượt con thương mẹ này. Mình chỉ cho con nhiều hơn. Đúng không hả? Đấy là một cái sự để con thể hiện tình cảm của con đối với mình. Hoặc là thêm một cái điều như thế này này. Mỗi một người là một cá thể đặc biệt. Cái da của mình nó khác với da của ba nó. Da của mình cũng khác với da của bà. Da của mình cũng khác với da của những người khác. Và khi mà con ở bên cạnh mình thì con cảm nhận được cái sự gần gũi yêu thương của người mẹ nó khác với những người khác chứ. Sao so được? Thì cứ khi mà con được ở bên cạnh mẹ một cái thì về mặt bản năng là tự người ta sẽ có những cái hành động người ta không có làm chủ được. Và làm theo tiếng gọi của trái tim thôi. Chứ không có cái lý trí nào mà giải thích được là tại sao mà nó lại cứ ở với mẹ nó mới làm cái chuyện đấy, còn ở với người khác nó không có hành vi đấy. Hoặc là ví dụ như là có những cái chuyện vui như vậy nè. Những em bé, chuyện cũng không hẳn là vui. Nhưng mà có những cái chuyện kiểu như là em bé mà sinh ra là người Việt Nam, xong rồi cha mẹ không có nuôi mà đưa vào trong trại mồ côi chẳng hạn. Thì đến khi mà em bé này được người nước ngoài nhận làm con nuôi, mặc dù cha mẹ rất là thương yêu, rồi về tâm lý, về vật chất tinh thần thì đó là đều đáp ứng rất là tốt. Tuy nhiên là đứa trẻ này nó vẫn có những cái hành vi thuộc về bản năng. Nó thể hiện mà bản thân người ta nó là tôi không thể hiểu được tại sao nó cứ có những cái tướng ngồi như vậy, hoặc cái tướng nằm như vậy. Ở nhà đâu có ai như vậy đâu. Thì nó sẽ có những cái hành vi riêng mang tính bản năng, mang tính di truyền. Đó, thì những cái phần đấy mình đâu có lý giải được. Con của mình với mình cũng vậy. Cho nên là cái gì mình cảm thấy là nó quá là... Đây, em cho anh chị xem cái này để cho mình thấy ha. Đây, trong DSM-5 là người ta đã nghiên cứu và người ta nói như sau. Tức là đối với một đứa trẻ, nó phải hội tụ đảm bảo được các cái yếu tố như thế này thì mình mới nói được là nó có tự kỷ và mình cảm thấy là rất là có vấn đề. Thì vấn đề thứ một đó là có khiếm khuyết trong giao tiếp xã hội và tương tác xã hội ở nhiều cái cảnh khác nhau. Thì cái này là mình thấy là hầu như là các bé của mình nó đang bị mắc cái này. Cái thứ hai á, là các cái hành vi này, nó lặp đi lặp lại, hoặc là các cái sở thích, hoặc là cái hành động nó mang tính định hình, nó mang tính rập khuôn, đó rất là nhiều trong cả ngày. Giống như cái cách của chị Vân vừa nãy nói đúng không, thì mình sẽ phải tính nó nhiều lần một ngày quá không, thì lúc đấy mình mới đưa ra thành một cái hành vi để mà là một cái điểm nóng là mình cần phải tìm cái cách để tháo gỡ hoặc là giải quyết. Rồi cái mà mình cần phải tập trung nữa đó là cái số 3 ở đây nè, các triệu chứng này nè. Nó rất ảnh hưởng, nó làm trở ngại đến các chức năng hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày. Đó, đối với các bé của mình, nó phải là ba cái yếu tố này
thì lúc đấy mình mới cho nó là một cái bài toán và chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để mà tìm ra được những cái phương án làm sao để hỗ trợ được cho con, và chúng ta chỉ cho con được từng bước một để con có được cái bước đệm nó phát triển tốt hơn về sau. Ba cái yếu tố mà mình cần phải nắm xuyên suốt đó. Chứ còn nếu như hành vi thì ngay cả mình cũng có nhiều hành vi chứ, mình cũng đâu phải là cái người mà tốt hoàn toàn đó, mà con đâu phải là con không có hành vi tích cực, mà tại vì mình cứ đi theo cái lối mòn là mình cứ đi nhìn. Rồi bây giờ ví dụ như là đây là cái bàn tay của em đúng không? Rồi bây giờ anh chị nhìn trên tay của em nó có cái gì? Bây giờ mình nhìn thấy cái gì ở đây? Cái chấm tròn. Chấm. Dạ, nhìn thấy cái chấm tròn. Hầu như 100 người thì 99 người đều nói rằng nhìn thấy cái chấm tròn. Chứ người ta lại không nhìn thấy cả cái bàn tay ở đây. Thì khi mình nhìn con của mình cũng vậy. Mình lại cứ thấy toàn những cái điểm gì đó là cái điểm tiêu cực của nó thôi. Chứ mình không thấy được, trời ơi, bên cạnh nó còn biết bao nhiêu những cái điểm tích cực, những cái điểm ưu thế, ở những cái điểm tiềm năng của con thì mình không có nhìn ra. Mà mình lại cứ tập trung vào những cái điều này. Đó, thì đây là cái một trong những cái tính chất tâm lý của con người cái hay như vậy. Thì mình tập, tức là bây giờ trước hết một cái vấn đề, một cái sự kiện hay một cái hành vi nào đi chăng nữa, chúng ta hãy nhìn làm sao mà theo hướng tích cực nhất, theo cái hướng nhẹ nhàng nhất, theo cái hướng vui vẻ nhất, và chúng ta hãy đánh vào những cái phần tích cực, đánh vào các cái phần nhẹ nhàng, thì tự khắc nó sẽ làm lu mờ những cái tiêu cực này đi. Bây giờ ví dụ như đối với chị Vân vừa nãy khi mà nói về cái hành vi của Tuấn Anh, nói rằng là ôi bây giờ sao nó cứ liếm liếm vậy, thì khi nó liếm vậy thì mình cũng bắt chước con và mình cũng làm những cái khác, xong rồi nó ghê quá, đúng không ạ? Mình phải bắt chước con làm giống như con và mình cảm nhận ghê quá. Nếu con muốn liếm mình có thể lấy kem, wow mẹ có cái này nè, được không, chuyển đổi sang cái khác. Nhưng mà muốn ra cái khác thì đầu tiên phải giống con thì đã, mình hiểu những cái cảm giác như vậy, xong rồi mình xoáy và mình lái sang cái hướng khác thì tự nhiên anh ấy sẽ vui. Hoặc là khi mà anh làm như vậy thì bắt đầu cái thái độ của mình rất là nhẹ nhàng, mẹ không thích, được không ạ? Nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là vui vẻ, xong rồi lại lái sang cái chuyện là tập. Nhưng mà khi tập á thì mình anh chị đã nghe nhạc opera chưa? Khi mà mình tập với con á, mình cũng tập làm sao mà vừa tập được như thế mà vừa hát được opera, được không ạ? Mình làm cho cái không khí ở trong nhà nó sẽ trở nên một cái gì đó nó hoạt náo, nhưng mà nó mang cái tính hấp dẫn, tính âm nhạc, để tạo ra cái sự chuyển động trong không khí, trong bầu không khí của gia đình ấy. Mình dùng âm thanh để khuếch tán, tạo nên những cái cảm xúc tích cực trong quá trình mà tập, quá trình mà chơi đùa, quá trình mà học hành. Đó, tập bình tĩnh này, tập vui vẻ này, tập cười nhiều trước một sự kiện, không biết làm sao cười trước đi đã. Thì khi mà mình cười đi một cái thì tự nhiên cái tâm lý của đối phương người ta cũng sẽ dịu xuống, chứ người ta không có gồng lên để người ta chuẩn bị là lông nhím xù ra để phun chiếu chiếu. Thì khi mà lông nhím xù ra thì chỉ có là chiến đấu thôi. Còn nếu như mà mình cười đi một cái thì tự nhiên người ta sẽ hạ xuống và bắt đầu nó trở về cái trạng thái như là bình thường ban đầu. Và khi mà bình thường rồi lúc đấy thì muốn nói cái gì cũng được. Chứ còn khi mà đã căng thẳng mà mình lại còn cái chảo dầu nó đang sôi, mình còn đổ thêm dầu vào nữa thì nó sẽ càng bùng lên thôi, chứ không có gì. Đó, thêm dầu vào lửa, được không ạ? Càng bùng lên thì không tốt. Khi mà đang như vậy rồi, mình không làm gì nữa, nhẹ nhàng lại. Nhưng mà mình quay sang chỗ khác, mình hít, thở, quay trở lại, cười. Được không? Kiểu như vậy, để đấy là những cái cách để mình tập kiềm chế cái cảm xúc cá nhân của mình trong nhiều những cái tình huống mà mình không thể làm chủ được, mình không biết phải làm sao được, hãy quay ra chỗ khác. Và đến khi quay trở lại thì cái mặt vui vẻ trở lại, cũng như không có chuyện gì. Các chị tin em đi, khi mà con mình tương tác với mình cũng vậy,
cái lúc nó la như vậy thôi, chứ đến một tí nữa xong nó lại cười vui vẻ. Nó đâu có nhớ là lúc đấy mình la con, mình phạt con, rồi thậm chí mình đánh con như thế nào ở đâu. Mà nếu như khi mà con có ngôn ngữ rồi mà mình có hỏi á, con sẽ nói con thương mẹ mà, con yêu mẹ mà. Từ mình nói ra thì con xin lỗi. Đó. Thì mình dạy làm sao mà để cho con nói những cái lời đó với mình một cách rất là nhẹ. Vậy thì chị Huyền hình dung được chưa ạ? Dạ rồi cô. Dạ, chuyện gì xảy ra thì cũng cứ kệ nó, cứ vui vẻ, cứ nhẹ nhàng, cứ thoải mái, dần dần sẽ cởi được hết. Dạ. Dạ rồi, cái bài hôm trước của mình đặc biệt ở bên hai lớp tiền tiểu học á, mình đang học về cái kỹ năng chơi á. Cách đi mấy buổi không học là bây giờ mọi người có còn nhớ không ạ? Còn nhớ là chúng ta đã học đến phần nào rồi không? Nhớ phần này đã học chưa ạ? Alo, có ai ghi chép những phần này không? Mình đang học đến chỗ nào rồi? Thấy lạ quá cô, hình như chưa. Buổi trước là giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi cô ạ. Chưa học kỹ năng chơi cô Dung ơi. Cái này là dành cho bên lớp tiểu học. Còn cái này lớp... em có kêu bên lớp can thiệp sớm là mình xem video đi mà chắc là chưa xem đúng không? Sáng nay em có gửi mà. Hôm trước là học những cái phần này rồi nè. Đang dừng ở chỗ này thì đúng nè. Đó thấy chưa? Học xong rồi để lâu một cái là quên liền. Quá, em nhớ mới có học đến giai đoạn 3 đến 5 tuổi thôi cô Dung ạ. Chưa học đến chơi. Đấy là chị ở bên lớp can thiệp sớm. À. Rồi, có ai ghi chép không? Có ai ghi chép để biết được là đang học ở chỗ nào không? Học đến chỗ nào rồi không? Ôi dồi ôi! Đầu tiên là đây rồi nha. Đúng rồi cô, tới đó. Đây. Đúng hả? Ta bắt đầu tới chỗ mà dừng lại, nhìn, tiếp tục học cách đợi. rồi sau đó là sang đến cái phần mà... Đây, chiến lược thúc đẩy chơi nè. Rồi sang đến đây là bắt đầu mình phân tích tình huống. Không còn phải là bài nữa rồi. Xong rồi em hỏi là có... anh chị về áp dụng được bao nhiêu rồi thì mọi người kêu là bây giờ nhiều bài quá học không nổi rồi, cái phần này cao quá ha, tạo kỹ năng tương tác xã hội rồi nè,
Rồi, vậy thì tối hôm nay mình sẽ làm sao đây? Bắt đầu từ phần nào đây ạ? Chắc là cái này em cũng phải lưu lại thành từng bài, từng lớp một quá. Chứ nếu không là các cái video nó sẽ bị dàn trải. Các giai đoạn chơi xã hội. Bây giờ như vậy nè, em sẽ mở cái em sẽ gửi link lên trên lớp của mình. Giai đoạn 4 đến 5 tuổi đấy là dành cho bên lớp can thiệp sớm quá. Vậy lớp mình đang học đây là lớp can thiệp sớm rồi đúng không? Nhóm này là bên can thiệp sớm. Nhóm can thiệp sớm rồi đúng không ạ? Ba lớp chung với nhau đó chị. Hôm nay á. Tại vì tuần này lịch của em kín quá cho nên là em xếp ba lớp học cái phần này. Sáng nay em có gửi cái video lên để cho các anh chị xem nhưng mà chắc là chưa có ai xem. Vậy thì buổi hôm trước của cái bài này ở trong lớp hôm nay có ai học không ạ? Không có thì em sẽ nói lại từ đầu của cái bài này luôn. Alo. Nói lại đi cô. Nói lại đi ha. Vậy thì em sẽ xóa cái video kia đi chứ nếu không là mọi người sẽ bị nhầm lẫn. Rồi. Đây là kỹ năng chơi với trẻ em. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần này luôn. Theo các anh chị thì kỹ năng chơi có quan trọng không ạ? Rất quan trọng cô ơi. Dạ. Vậy thì kể cả cô nói lại cũng xứng đáng đúng không cơ? Quá xứng đáng luôn cô ơi. Dạ. Dạ rồi, chơi thì để làm gì ạ? Tại sao lại phải chơi? Chị Thảo kêu là có quan trọng. Rồi bà nội kêu là rất quan trọng. Thưa cô, thông qua chơi á, mình tương tác được với trẻ nhiều lắm cô. Thông qua chơi á, mình hiểu trẻ. Rồi mình có thể giúp cho trẻ đó là tăng cái nhận thức đó cô. Thông qua trò chơi thì đúng rồi. Trẻ sẽ tăng cái nhận thức. Và thậm chí là trẻ sẽ tương tác với mình và trẻ sẽ hiểu được một số các cái quy luật thông qua trò chơi. Và giúp trẻ chuyển cả ngôn ngữ nữa đó cô. Nói chung là chơi nó là một cái vấn đề rất là cần thiết cô. Dạ đúng rồi, rất là tuyệt vời luôn ạ. Chơi quan trọng lắm. Vậy thật thì sự quay lại khi từ bên đây. Cô biết không, khi mà gặp một đứa trẻ mà nó như vậy á, thì hầu hết á, ngày xưa chính bà nội cũng vướng phải là khi mà ở trong bệnh viện nhi đồng người ta bảo là phải can thiệp một tuần là 40 giờ. Thế là cứ đè ra cô, đè ra dạy các kiểu cô. Đè ra dạy các kiểu cô nhưng mà đâu có được cô. Tại vì thật sự là đối với một đứa trẻ thì không thể nào mà mình áp đặt nó mà học hành hay là cái học thuật mà lên mà chính vì cái đầu tiên của trẻ là chơi
Tại vì bản thân mà khi mà đứa trẻ nó mới sinh ra mà nó bắt đầu nó biết biết gì đó, là nó đã chơi bằng chính cái thân thể của nó rồi. Nó chơi bằng cái miệng, khi bằng cái chân, dạ vâng. Cho nên là khi mà mình hiểu được cái vấn đề đó thì bà nội mới thấy rằng cứ chơi chơi nhiều là trẻ sẽ hiểu nhiều và sẽ tiến bộ nhiều cô. Dạ, chính xác ạ. Chơi rất là quan trọng. Đó. Cảm ơn bà nội rất là nhiều. Đây em có thống kê lại một số điều liên quan đến chơi. Thì chơi vô cùng quan trọng. Trong đó chơi rất vui. Và trong quá trình chơi như vậy sẽ giúp cho con phát triển được kỹ năng giao tiếp. Rồi còn có thể giúp để cho con có kỹ năng trò chuyện sớm theo lượt. Rồi con có thể chia sẻ sự chú ý. Rồi con có thể phát triển theo thời gian và tương quan với kỹ năng giao tiếp. Đây là cái này đã được thống kê lại, vai trò của vui chơi là như vậy. Đấy, các giai đoạn chơi thì một lát ở trong kia mình sẽ đi từng phần một rất là kỹ. Cô cho em xem lại cái slide nãy thôi. Xem lại slide của nãy ạ. Slide này hay là sao ở đây ạ? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Hay là cái bên kia? Cái này. Dạ. Dạ rồi. Chơi là phải vui nha. Chơi là phải vui. Chứ không phải là khi mà đưa cái xe cho con thế xong cái mình nói là con cho xe chạy đi. Con để đồ lên trên xe đi. Trời ơi sao con lại làm vậy? Con cho xe nó chạy chứ sao con lại ngồi con gõ xe? Vậy đấy có phải là đang chơi với con không? Có phải không ạ? Không. Dạ. Rồi khi mà con đang chơi xe xong cái con đang ngồi chơi một mình cái mình chạy ra. Ủa con đang làm gì vậy? Con chơi xe hả? Ồ, con có xe tải hả? Xe tải đang chở hàng hả? Ồ, con cho xe tải chở đi. Sao ạ? Có ai như vậy không? Có ai? Dạ. Vậy mình cảm nhận được điều gì nếu như mà mình nói với con như vậy? Con không có phản ứng cô ạ. Con không có phản ứng. Nó bỏ đi cô, nó bỏ đi. Dạ. Bây giờ ví dụ nhé, con của mình 7 tuổi rồi. Thế xong cái nó đi ra mon men ở chỗ mình đang nấu cơm. Thế con mới hỏi là mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang nấu cơm hả? Nay mẹ nấu món gì vậy? Thế một hồi mình sẽ quay ra mình nói với con sao? Biết rồi con hỏi. Bộ con không nhìn hả? Không biết mẹ đang làm gì sao mà còn hỏi. Vậy thì sao? Giống như khi mà con đang chơi trong cái mình ra mình hỏi dồn dập, hỏi liên tục mà cứ hỏi theo cái kiểu như vậy á. Đó, thì con nó có khó chịu không? Mà khi mà con khó chịu thì con chạy đi chỗ khác thì mình lại bảo là trời ơi sao mà chơi khó quá, em đi ra em chơi mà nó toàn đẩy em ra không à. Đó, hoặc là nó đang xếp đúng không? Nó đang xếp lên khí thế. Tao bảo không, con đừng có xếp như vậy, con xếp như thế này này. Một hồi nó làm sao? Nó bỏ, nó không thèm chơi nữa. Nó bỏ cái đồ đó luôn. Nó không thèm chơi gì tới luôn. Hoặc nó xô mình ra. Kỳ quá cái việc người ta đang làm. Xong cái tự nhiên vào. Cái đó là vô duyên. Tự nhiên đi vào, xen vào. Tham gia vào trong cái chuyện mà nó đang làm. Chứ xin phép gì cả. Đó, mà cứ cho rằng mình đúng không à. Rồi nhảy vào đó, rồi tự do muốn làm cái gì thì làm. Đó thì mình làm việc cũng vậy thôi, tự nhiên mình đang làm ra một cái gì đó mà mình đang dồn tâm huyết, mình chăm chú tập trung vào cái việc đó của mình làm, xong rồi có người khác vào bình luận sao làm gì kỳ ấy, thì mình có cảm thấy thoải mái không? Sao mình thoải mái cho được thì con mình cũng như thế ha. Thì đến một hồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xem là khi chơi với con thì chúng ta nên như thế nào. Thì đây là những cái giá trị rất là quan trọng của việc chơi. Thì khi mà liên quan đến vui chơi như thế này nữa thì anh chị lại phải học tiếp một cái khái niệm nữa. Đó là khái niệm ngôi nhà giao tiếp. Trong lớp của mình đã ai biết về ngôi nhà giao tiếp chưa? Dạ biết cô. Ai biết? Dạ, ngôi nhà giao tiếp là như thế nào ạ? Ngôi nhà giao tiếp là như thế nào ạ?
xay cái móng cho chắc. Dạ sao ạ? Xay cái móng cho chắc. Móng là cái gì? Móng nhà. Thưa cô, ngôi nhà giao tiếp là cái hình để mà biết rằng cái gì mà cần thiết nhất cho trẻ đó cô. Dạ, người cần thiết nhất cho trẻ có phải là lời nói không? Dạ không. Dạ không phải ạ. Dạ. Vậy tại sao cha mẹ nào cũng hỏi 5-3 câu một cái một hồi là sẽ nói? Làm sao rồi con nói? Bao giờ con biết nói? Thì đó là cái tầm lẫn á cô. Tại vì thật sự á, khi mà hồi xưa chưa có đi học á cô, thì cứ đè cái nói với lại cái học thuật á, mà dạy cho trẻ trước. Thì hóa ra nó là mình làm ngược á cô. Mình chơi cái nhà nó chọn ngược xuống á cô. Cái nền của con, cái sự tập trung chú ý chưa có. Dạ đúng rồi. Là bắt đầu mình đi, mình tập trung vào cái chuyện dạy nhận thức cho con. Dạy từ A cho tới Z. Nếu mà anh chị nào mà theo cái phương pháp của Glenn Norman ha, thì còn dạy cho tới chim thiên nga, rồi dạy cho tới là con đuổi ui, con tinh tinh, con gì đó nữa. Tức là những cái con vật đó, thậm chí con còn không có cái cơ hội vừa để biết được nó là như thế nào. Hoặc là hoa thì đủ các thứ loại hoa, rồi côn trùng đủ các thứ loại côn trùng, cái gì cũng đưa ra cho con học hết. Rồi con đọc chữ thì đọc rất giỏi, nhưng cái khả năng hiểu liên kết thì lại chưa. Hoặc là đến khi mà con có nhu cầu gì đó thì con lại không thể nào thể hiện được. Nhưng cái vốn mà con đã có để con dùng những cái điều đó ứng dụng trong thể hiện những cái nhu cầu, đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho bản thân của con. Đó, thì đây chính là cái ngôi nhà giao tiếp. Ngôi nhà giao tiếp thì nền móng đó là tập trung chú ý. Mà muốn có tập trung chú ý này thì ở đối với các lớp của mình thì em đã nói nhấn mạnh rất sâu về cái phần gì ạ? À? Phần gì sẽ giúp cho tập trung chú ý? Vận động. À, phần vận động và phần giác quan, chính xác. Khi mà con chú ý rồi thì nền tảng để đi lên nữa nó là lắng nghe. Lắng nghe xong rồi sẽ tới bắt trước. Bắt trước xong mới tới luân phiên. Luân phiên xong mới tới chơi. Được không ạ? Cho nên trước khi chơi thì phải tập cho con luân phiên. Trước khi tập cho con luân phiên thì phải tập cho con bắt trước. Bắt trước là nền tảng của cái việc con học được các cái kiến thức, các cái kỹ năng, và chính cái đó trở thành cái vốn sống, cái vốn kinh nghiệm để cho con có được sự phát triển sau này đi lên. Đó, thì anh chị cố gắng mình lưu ý những cái phần này. Đó, thì khi mà học biết được vui chơi rồi, con mới có thêm được cái nhận biết, hiểu biết, tức là nhận biết, nhận thức của con á. Từ khi mà hiểu biết như vậy rồi, bắt đầu là con sẽ thể hiện ra bằng cử chỉ điệu bộ, chứ chưa dùng tới lời nói nha. Lời nói ở đây người ta ví nó như là cái gì ạ? Cái thùng sơn. Ở trong bức tranh này, lời nói được ví như là cái thùng sơn. Và thùng sơn này nó sẽ gọi là tô điểm ở bên ngoài, là cái lớp sơn ở bên ngoài, để giúp cho cái ngôi nhà này tươi đẹp như thế nào, mình muốn xây dựng theo cái hướng như thế nào, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái thùng sơn như vậy, được không ạ? Thì lớp sơn là cái phần cuối cùng ngoài cùng. Đây là theo cái lý thuyết ngày xưa, nó có rất nhiều phần đúng ở đây. Tuy nhiên trong cái kinh nghiệm thực tế khi mà em làm việc với nhiều trẻ thì em nghĩ như sau: cái lời nói, nếu mà mình đợi cho đến khi mà tất cả các kỹ năng này nó tròn trịa rồi bắt đầu mình mới dạy lời nói thì sau này cũng sẽ có rất nhiều khó khăn cho cả mình và cho cả con, và nó bị lỡ mất những cái giai đoạn mà con đã phát triển khi còn nhỏ đó. Vậy nên chăng chúng ta có thể song song, thì cái lời nói này có thể giống như là sỉ, như là hồ, như là vữa, để nó gắn kết từ móng luôn. Ví dụ như con chưa có tập trung chú ý thì mình nói cho con nghe, được không ạ? Là những cái mà chúng ta đang tập cho con về cái phần về nếp, tập để cho con hiểu. Mình kêu đứng lên, con không đứng lên thì mình làm gì? Đỡ thì mình cầm tay con đỡ con đứng lên, thì dần dần con sẽ hiểu. À, như vậy là đứng lên. Mình kêu con ngồi xuống mà không có biết ngồi xuống là gì, con cứ thế này, thì mình kéo con ngồi xuống, là dần dần con sẽ hiểu được. À, đứng lên là đứng như thế này và ngồi xuống là ngồi như thế này. Rồi khi mình giơ bánh ra, nếu như mà cử chỉ điều bộ để con hiểu thì con chỉ cần chỉ này là bánh thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình được học, mình biết hơn thì mình giơ bánh là mình nói bánh, thì con chỉ cần chỉ vào con thì dần dần con sẽ ra được bánh, và sau này con bánh
kiểu như vậy là dần dần con sẽ có được lời nói và chúng ta cứ làm song song. Đó, quan trọng là khi mà chúng ta tập cho con, mình biết được là con mình có khó khăn, con mình có rất là nhiều những cái phần cần mình hỗ trợ, con mình có cần rất là nhiều tình yêu thương, con mình cần rất nhiều cái sự kiên nhẫn của mình. Thì mình đừng có vội, mình đừng có nôn nóng quá. Thì khi mà mình không nôn nóng quá thì mình lại rất nhẹ nhàng và mình rất là vui vẻ thoải mái. Khi chúng ta vui vẻ thoải mái thì tự khắc con lại rất là vui vẻ thoải mái với mình và nó tiếp nhận những cái phần kiến thức, tiếp nhận những cái phần kỹ năng, tiếp nhận những cái phần tương tác cùng với mình một cách rất nhẹ nhàng. Và cái đấy mới đi sâu được vào trong lòng con và nó thành vốn của con luôn và nó đi lên. Thì em cũng nói rất nhiều lần về cái việc là một đứa trẻ nó sẽ có hai bên bán cầu não phải và bán cầu não trái. Cái cách mà chúng ta cứ dạy cho con hình tròn, hình vuông, chữ A, chữ A, chữ B, rồi màu đỏ, màu vàng, thì đấy chính là não trái. Bắt đầu mình sẽ hỏi là con gì kêu làm sao, rồi tư duy đủ các thứ, đấy là não trái. Tư duy, phân tích, lý luận, khái quát, tổng hợp. Nhưng có một cái cách để đi bằng não phải, đó là chúng ta đi bằng trực giác, chúng ta đi bằng cảm nhận, đi bằng màu sắc, đi bằng âm thanh, đi bằng âm nhạc, đi bằng những nhịp điệu, thì dần dần sẽ giúp cho con lĩnh hội được rất là tốt. Nó rút ngắn được các cái quá trình này, nó làm cho các cái liên kết nó trở nên cực kỳ nhạy bén. Chỉ có thông qua âm nhạc, chỉ có thông qua những cái phần mà mình dạy cho con thông qua các tiết tấu, đúng không ạ? Thì mới giúp cho con có sự tinh tế chứ. Còn nếu mà mình dạy A là A, B là B, muốn đi được từ A đến C thì phải đi từ A đến B, rồi sau đó đi từ B đến C thì ta mới đi được từ A đến C chứ, theo tính chất bắc cầu, đúng không? Biết bao nhiêu tính chất người ta mới minh chứng là được. Nhưng bây giờ mình cứ thử tưởng tượng đi, bây giờ tôi muốn lên mặt trăng thì tự nhiên một phát cái trong đầu mình đã có hình tượng của mặt trăng ở trong đầu rồi, mình muốn đi lúc nào chả được. Vậy tại sao mình không sử dụng cái vốn đấy để mà mình dạy cho con mình cung cấp cho con mình? Và cách dạy rất là đơn giản, cứ nhẹ nhàng, cứ nói cười, cứ vui vẻ và khuyến khích. Đó. Rồi bây giờ mới đi vào bài chính là chơi. Thì thực sự nền tảng của các cái phần kiến thức này mình cố gắng mình nắm từ gốc. Thì khi mà mình nắm từ gốc rồi á, con sẽ có được cái kỹ năng con phát triển rất là tốt. Cô ơi, khi nãy cô nói là phải nắm được kỹ năng chú ý bắt chước luôn tiên rồi mới tới chơi, nhưng mà nếu mà con mình chưa có nắm cái kỹ năng đó thì mình vẫn chơi được với bé chứ không? Đây, bây giờ em mới nói đây thì chị sẽ hình dung được rất là tốt. Cái đấy là lý thuyết. Lớp la, trước khi chơi thì phải là biết luân phiên. Trước khi luân phiên thì phải biết bắt trước. Rồi trước khi bắt trước thì phải nghe. Nghe ở đây là lắng nghe, tức là con bắt đầu con có cái khả năng mà con quan sát tốt hơn. Nó giống như cái chiến lược là con cũ á, observe là quan sát, với wait là chờ đợi, và listen là lắng nghe. Nguyên cả một cái quy trình như vậy thì mới ra được. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ nắm này. Nó sẽ có một số các giai đoạn. Thì đây chúng ta bắt đầu đi tới giai đoạn chơi của đồ chơi. Khi mà anh chị đã học các cái lý thuyết phát triển tâm lý con người từ 0 tháng tuổi trở lên cho đến như lớp của mình là tới lớp cho tới 5 tuổi, thì mình đã thấy được là giai đoạn đầu tiên con đã chơi những cái đồ chơi như thế này chưa? Giai đoạn đầu tiên để chơi khám phá này là con chơi với cái gì? Mà vừa nãy bà nội có nói á. Em chào cô Dung, chào mọi người ạ. Chơi bằng chính cơ thể của bé. Dạ chính xác ạ, chơi bằng chính cơ thể của bé. Vậy chơi bằng chính cơ thể của bé là chơi cái gì? Chơi giác quan, chơi khám phá. Cùi thụi tay của anh. Dạ đúng rồi. Bút tay, bút chân luôn. Đúng không ạ? Khám phá bằng vùng môi miệng. Đó. Và khi mà con khám phá bằng vùng môi miệng như vậy là giai đoạn này con đang học. Thế nhưng mà đối với ông bà mình ngày xưa khi mà con còn nhỏ như vậy mà mút tay thì mình thường làm gì? Không cho. Không cho. Bao tay lại.
Dạ. Dạ, con vừa đưa tay lên miệng cái thì bỏ ra, không cho con cái quyền được khám phá. Vậy là mất cơ hội được được khám phá. Và đây chính là đại não đây ạ. Đại não đây nè. Các cái tế bào thần kinh trung ương nó sẽ tập trung vào cái đầu ngón tay. Tập trung vào đầu ngón tay, tập trung vào đầu ngón chân rất là tốt. Trong một cái lý thuyết nào đấy người ta kêu là 70% tế bào thần kinh trung ương nó sẽ nằm ở các đầu ngón tay, đầu ngón chân này. Đó, thì khi mà mình massage cho con, mình massage từ đây mình kéo xuống, thì đến cái đầu ngón tay là mình sẽ phải miết xuống một chút xíu. Rồi, nó sẽ tác động rất là tốt đến thần kinh trung ương. Đó, thì giai đoạn đầu tiên của chơi đồ chơi đó là khám phá. Khám phá đầu tiên là khám phá vào những tay à, con mút. Nhưng mà mút nhiều quá thì không tốt. Có mức độ thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Và trong giai đoạn này con sẽ đưa các đồ vật vào trong miệng của mình. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta là làm gì? Đồ vật phải làm sạch sẽ, vệ sinh. Thứ nhất là đồ vật phải sạch sẽ, và thứ hai đồ vật này phải an toàn. Bây giờ con trong giai đoạn mà còn rất là nhỏ, mình lại cho những cái miếng Pezo nhỏ xíu được không? Hoặc là những cái miếng Lego nhỏ xíu 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 được không? Để làm hấp vệ. Đúng rồi, cho nên là tính chất của đồ chơi đối với lại cái tuổi nhỏ này nó phải mang tính chất là an toàn về chất liệu, an toàn về kích thước. Đó, ví dụ như có nhiều cha mẹ là trong giai đoạn mà còn nhỏ này thì chấp nhận đi mua những đồ chơi mắc tiền để đảm bảo rằng kể cả con có đưa vào trong miệng con ngậm đi chăng nữa nó cũng sẽ an toàn cho sức khỏe của con. Đấy là cái việc mà người ta không có muốn cho con tiếp xúc với đồ chơi Trung Quốc khi mà con còn nhỏ. Đó. Thì mình nhớ nha, khám phá là cái khả năng tương tác của đứa trẻ, tương tác với các đồ vật, rồi với các bộ phận cơ thể bằng giác quan. Được không ạ? Bằng giác quan. Vậy thì giác quan nó sẽ có những giác quan gì? Xúc giác. Năm giác quan. Năm giác quan. À, chị mà số 1, 2, 3, 4, 5, 6 tên là gì để em? Để em đổi tên. Dạ alo, chị mà đang để số là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tên là gì vậy ạ? Rồi, ngày xưa mới kêu là năm giác quan, còn bây giờ người ta đã thay đổi rồi, khoa học đã phát triển rồi. Và hiện tại là bao nhiêu giác quan ạ? À? Hình như 7 hay sao cô? Dạ, có khi 7, có khi 8 rồi đó ạ. À. Dạ, bắt đầu là sẽ gồm có cái gì ạ? À? Dạ, chị Duyên kêu là 8 kìa. Thị giác, thị giác, thị giác, thú giác, thú giác, vị giác, thính giác, xúc giác, thính giác, giác rồi. Thính giác, xúc giác, xúc giác. Dạ. Tiền đình. Tiền đình. Cảm thụ bản thể. Dạ, cảm thụ bản thể. Dạ, cảm thụ bản thể. Có một số trường phái thì người ta kêu là nội cảm. Rồi, cái trường phái mà tụi con đi học của chương trình của bên Singapore dạy ấy, thì người ta còn nói là sự tỉnh thức nữa. Đó, là có những giác quan như vậy của con người luôn. Vậy thì khi mà các bé chơi cảm thụ bản thể với cái xúc giác nó khác nhau chỗ nào không? Dạ, lớp mình có ai có thể giải thích được là cảm thụ bản thể và xúc giác nó khác nhau như thế nào không ạ? Xúc giác là gì? Xúc giác chính là touching, tức là sờ đụng chạm. Đụng chạm trên da. Được không ạ? Rồi, đây là da mặt, đây là da tay, đây là da trên người, đây là da đầu. Thì tất cả những cái trên da như vậy đều gọi là xúc giác. Còn cảm thụ bản thể là bây giờ mình nhắm mắt lại. Nhưng mà có một cái gì đó đụng vào đây thì mình sẽ cảm nhận được là ồ, cái gì đang đụng lên trên tay của mình. Thậm chí mình còn biết được đó là cái gì luôn. Hoặc là mình đang ngồi như thế này. Rồi tự nhiên có ai đụng vào ở đây thì mình sẽ biết được là à, có một cái gì đó đang đụng vào trên vai trái của mình. Đấy là cảm thụ bản thể. Tức là mình không cần nhìn trực tiếp nhưng mình cũng có thể cảm nhận được.
hoặc là sau này nếu như mà anh chị mà tập được thêm một cái phương pháp bộ môn là yoga, mình nhắm mắt lại mình tập ngồi thiền á, thì thậm chí mình còn biết được hơi thở của mình đang đi tới bộ phận nào trong cơ thể. Ví dụ bắt đầu nó đang đi xuống tới phổi, đi xuống tới tim, đi xuống tới đầu ngón tay phải, đầu ngón tay trỏ của bên phải, kiểu như vậy nữa kìa. Đó, anh chị tập được đến như vậy nữa thì càng tuyệt vời. Hoặc là mình có thể tập cho các con của mình tập dần. Được không ạ? Thì con sử dụng tất cả các giác quan của con để con cảm nhận. Vậy, đấy chính là sự khám phá đấy. Vậy tại sao khi mà con mình ngậm đồ thì mình lại bảo là ui, con mình bữa nay giác quan nhiều quá, chơi giác quan nhiều quá rồi bị nhạy cảm, rồi bị cảm giác hay bị gì gì đó. Hình dung không ạ? Khi mà các con sử dụng những cái đồ chơi, nhất là cái giai đoạn mà khi con còn trong khoảng 1 tuổi nhé, là anh chị sẽ đi mua những cái đồ chơi mà ví dụ như là vặn cót này, xong rồi cái đồ chơi nó chạy này, thì nó vừa chạy này, nó vừa chuyển động này, nó vừa có âm thanh tạch này, hoặc là cái màu sắc của những cái đồ chơi đó rất là sặc sỡ đó, hoặc là mình vẫn có cái xe này, cái xe nó chạy ví này, hầu như là bé nào cũng thích. Thì đấy là cái cách chơi giác quan, chơi khám phá của trẻ trong giai đoạn này. Mình hình dung chưa ạ? Chỉ khi mà cái đồ chơi này con chơi quá nhiều thì lúc đấy mình mới phải xem hoặc là cái cách chơi của con rất là đặc biệt. Tuy nhiên khi mà con chơi đặc biệt như vậy thì chúng ta có cái cách nào đó để chúng ta chơi cùng với con và tương tác để có thể thay đổi những cái đó một phần nào thôi. Thì lúc đấy bắt đầu lại sang một cái hướng khác. Còn thông thường con sẽ có những cái giai đoạn chơi như thế này. Rồi khi mà con chơi khám phá xong thì con sẽ lên đến một cái level là chơi chức năng. Thì khi mà chơi chức năng á, là con sẽ chơi những cái dạng đồ chơi như sau. Tức là mình thấy ở ngoài siêu thị hay là ở cửa hàng đồ chơi nó có các cái hộp này. Xong ở trên nó có nhiều những cái viên bi. Xong trẻ sẽ cầm cái búa, trẻ đập bốc một cái thì viên bi nó rớt xuống rồi trẻ tan. Hoặc là cái khung mà nhiều tầng, xong nó có các cái đường gạch như này, thả cái xe xuống là chạy. Đó, chơi chức năng á. Hoặc là cái trò chơi bên tay phải này của em bé này, thả viên bi vào cái phễu thì cái viên bi đó nó sẽ theo các cái đường này, nó chạy lên, nó chạy xuống. Đó, hoặc là ví dụ như là em bé ở cái hình bên trái là chơi lắp ráp, cứ nhìn những cái khối như thế này thì bạn ấy sẽ xây dựng các cái khối gỗ thì dùng để sắp xếp tạo ra thành nhiều hình thù khác nhau, thì đây chính là chơi chức năng. Trách nhiệm của mình là mua nhiều đồ chơi về. Và làm sao ạ? Mua nhiều đồ chơi về nhưng mà mình sẽ làm sao? Chơi cùng con ạ. Chơi cùng con và hướng dẫn con của. Chơi cùng con và hướng dẫn con. Bây giờ mình có khoảng 5-10 món đồ chơi để hết ra sàn mình chơi cùng con luôn. Hay là sao? Chơi từng món một thôi ạ. Chơi từng món một, vậy những món còn lại thì sao ạ? À, những món còn lại thì sẽ để hôm khác chơi của. Em thì hay như thế. À, để hôm khác chơi, vậy mình sẽ để ở đâu? Cất giấu đi không cho con biết ạ. Trong tầm nhìn, ngoài tầm với thôi. À, trong tầm mắt mà ngoài tầm với. Chị ơi, chị mà số 123456 tên là gì để em đổi tên đấy. Mình đang nói đó. Đổi tên để cho dễ xưng hô á. Rồi ok ha, tiếp tục. Rồi, lên cao hơn là con sẽ biết chơi giả vờ. Chơi giả vờ thì nó sẽ có hai cái mức độ. Mức độ thứ nhất là chơi giả vờ đơn giản. Tức là ví dụ như cầm cái ly, rồi đưa ly lên uống. Rồi cầm cái ly, cầm cái muỗng thì xúc cái ly, xúc cái muỗng trong cái ly và đưa lên giả vờ ăn. Thì đây là giả vờ đơn giản. Dùng đồ vật thật và áp dụng theo chức năng của nó. Còn chơi giả vờ phức tạp là bắt đầu sử dụng đồ vật này làm với chức năng của đồ vật khác. Ví dụ như là đây là cái gì ạ? Đây là cái gì? Con chuột. Con chuột. Vậy thì giả vờ phức tạp, mình sẽ hình dung cái con chuột này thành cái gì? Cái điện thoại. Cái điện thoại. Thành cái điện thoại. Alo.
đúng không ạ? Rồi cái này còn có thể là cái gì nữa? Xe còn là cái xe. Rồi còn là cái gì nữa? Cũng có thể là con chuột giả. À, là con chuột chít 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 chít. Dạ, rồi gì nữa à? Phải sáng tạo được. Còn mình không nghĩ được, mình không có ý tưởng nên mình dạy con. Cho nên bây giờ chịu khó sáng tạo, nghĩ ra là cái gì cũng được hết. Cái này còn là cái gì nữa? Để nghĩ ra. Cái ô tô của ạ. Ô tô rồi, ô tô là cái xe rồi. Bàn ủi. Là... À là cái bàn ủi, ủi. Thấy không ạ? Em vừa bắt trước cái tên xong rồi bắt trước hành động của cái đồ vật đó nữa nha. Rồi gì nữa? Wow, là có nhiều ý tưởng rồi đó. Tại con nhà em ấy, nó chỉ mới biết chơi cái gì nhỉ cô nhỉ? Nó chỉ biết chơi cái gì tháo tách thôi. Chưa biết chơi sang cái mức độ cao hơn chức năng thì ít cái biết chơi lắm, em cũng chưa lên cái mức là chơi giả vờ. Nhưng mà thường mẹ có chơi nhiều với con không? Mẹ có chơi mẫu cho con nhìn thấy không? Vậy thì phải đi từ mình. Vâng. Đi từ mình. Nhưng mình đã cung cấp chưa... cho con chưa? Vâng, nhưng em bây giờ thì con nó đang chơi cái mức là đang tháo tách đấy, thì mình sẽ hướng con chơi lên cái trò chơi chức năng đúng không cô? Không có đúng hay sai. Không có đúng hay sai, chỉ cần là chúng ta chơi nhiều, ban đầu con chưa biết thì mình sẽ giảm độ khó xuống và làm cho con làm quen dần dần thôi. Mà, thì mình thấy ha, cái này vừa là ô tô này, cái này vừa là con chuột giả này, cái này vừa là bàn ủi này, là máy bay, bay dí. Rồi, là con cá, cá mọc đây, bơi, 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 cắm, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ minh họa. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là chị Oanh đúng không? Em đổi tên nha. Ngày trước là Oanh Bùi mà hôm nay lại thể hiện lên số. Nên tôi luôn hỏi cái này không à, thì bởi vậy, trời ơi, xong lại còn tắt camera nữa, mình không biết được là ai. Xong rồi cứ nói chuyện với cái chị 1, 2, 3, 4, 5, 6 ơi. Em tắt em lên lại cứ thấy 1, 2, 3, 4, em bảo ủa là mình là Oanh Bùi mà sao hôm nay lại thấy nó nổi lên, đang định nói với cô lại. Đúng không ạ? Thì ngay cả như là cái hình mà mình sẽ phải có cái con chó rồi mình phải có con hà mã ở trên cái ghế ngồi, rồi bắt đầu em bé lấy muỗng với lấy ly gì đó ra giả vờ đút cho em ăn, thì cái đấy vẫn là giả vờ đơn giản, được không ạ? Giả vờ phức tạp là sẽ phải sử dụng nhiều những cái cấp độ nó khác lên, nâng cao lên nhiều lên đó. Thì cái này đã là một cái hình thức để giả vờ này, sử dụng cái đồ vật này nhưng mà theo chức năng của những cái đồ vật khác, thì dần dần là cái khả năng tưởng tượng sáng tạo của con nó sẽ phát triển lên rất là cao. Hoặc là trong cái bức tranh thứ hai á, là mọi người nghĩ là cái này là các bạn đang chơi trò gì đây? Các anh chị nhìn ở trong cái bức tranh đang làm gì ạ? Chơi lái xe lửa. Lái xe lửa, xe buýt gì đó. Dạ đúng rồi, đó là đang chơi lái xe đó. Thì khi mà lái xe như vậy thì sẽ có một người lái xe ở bên trên, xong rồi mọi người cùng hát, cùng hát thì xe sẽ chạy din 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 din, xong rồi tới cái đèn đỏ thì khi mà kíp một cái thì mọi người sẽ cùng gào lên như thế này. Cái tư thế là ra để theo những cái luật như vậy, giả vờ cùng làm đó. Thì đối với các con của mình thì chơi giả vờ thì thường chơi như thế nào? Chúng ta có những cái hình thức chơi giả vờ như thế nào ạ? Em hay cho bé phi ngựa lên cái gối gối ôm á. Dạ. Cô cho lên. Dạ. Xong rồi phi ngựa, hoặc là mình làm ngựa cho bé chơi. Còn mà chơi đồ vật thì em hay cho bé chơi ví dụ như là cầm cây đàn, nhưng mà bé giả vờ là làm điện thoại alo, gọi điện thoại cho mẹ, cho ba chẳng hạn. Dạ. Wow. Rồi mình có nâng cấp các cái mức độ chơi lên không?
Dạ em chưa biết, giờ em học thì em tham khảo cô thêm chứ em mới dừng lại mức độ đó thôi cô. Dạ, chúng ta sẽ có rất là nhiều hình thức để chúng ta chơi, và khi mà mình cứ thấy con chơi từng cái hành động như vậy thì mình hãy nhân hóa thêm vào. Ví dụ như là khi mà bé trai ở bên hình bên trái đang chơi với cô giáo là cho hà mã ăn rồi cho chó ăn chẳng hạn, thì mình hãy thêm vào cái lời tương tác với nhân vật. Xong rồi khi mà đút cho hà mã ăn thì mình lại đóng vai hà mã cảm ơn rồi thể hiện tình cảm như thế nào đó để cho con cảm nhận được. Trong cái quá trình mà tương tác như vậy thì sẽ xuất hiện những cái câu thoại rồi những cái xúc cảm tình cảm của mọi người tương tác với nhau ra làm sao đó. Hoặc là khi mà chơi thì không đơn giản chỉ dừng ở mỗi cái việc là cho ăn như vậy, mà sẽ kèm thêm là no bụng rồi mệt hay là buồn ngủ hay là như thế nào đấy, là mình bắt đầu mình thêm các cái yếu tố vào. Thì thêm nhiều yếu tố mới và như vậy thì tự nhiên con nó sẽ linh hoạt hơn và nó sẽ thích thú hơn. Hoặc là đóng ngược trở lại cái vai của các con thú như thế này này, nó giống như một người bạn và cảm ơn hôn hít rồi làm sao để cho con mình cùng thể hiện tình cảm giống như con và hà mã là một người bạn. Và khi mà làm một người bạn thì cái tương tác giữa hai người bạn là như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ phát triển dựa theo từng tình huống, đúng không ạ? Vấn đề là mình sẽ phải rất linh hoạt, mình không đi theo một lối mòn nào cả, chỉ cần làm sao đó để mỗi lần mình chơi với con á, mình luôn luôn khơi lên trong con một cái sự đam mê, một cái sự hứng thú khi được chơi với mẹ, khi luôn luôn có những cái điều gì đó nó cực kỳ hấp dẫn hoặc là mới mẻ. Chơi ngày hôm nay không nên giống với ngày hôm qua một cách hoàn toàn, nhưng sườn thì có thể giống nhau. Tức là sườn thì có thể là thông thường chơi với mẹ trong giai đoạn này là sẽ có 3 hoạt động một lần. Và trong 3 hoạt động thì hoạt động đầu tiên sẽ là chơi trò chơi gì đấy. Rồi đến hoạt động số 2 sẽ là học. Hoạt động số 3 sẽ là vận động tinh. Ví dụ như thế thì nó sẽ mong chờ cái chỗ chơi này lắm lắm luôn. Hoặc là mình có thể đổi. Hoạt động đầu tiên là hoạt động gây hứng, là chơi một cái trò chơi gì đó rất là nhanh. Rồi sau đó là nhận thức, là học. Sau đó là vận động tinh và cuối cùng là được chơi một cái món mà con cực kỳ thích khi được chơi với mẹ. Đó, thì cái khi mà chúng ta đã đầu tư thời gian để làm những cái hoạt động mà chơi cực kỳ thích như vậy á, thì chỗ này chúng ta phải có nguyên liệu và chúng ta phải nghĩ ra rất là nhiều cái cách thức mà mình có thể mình ghi ra tờ giấy để mình biết được là hôm nay mình chơi với con, cái cách tiếp cận của chúng ta là cách tiếp cận như thế nào. Ví dụ như bây giờ khi mà mình cầm cái con hà mã lên thì anh chị sẽ làm gì với con? Ví dụ cầm hà mã lên, em sẽ nói là hà mã đây, hà mã đây, hà mã có một cái mồm to, ví dụ thế. đúng rồi, đấy là một cách. Dạ, cảm ơn chị Mai. Dạ. Dạ. Còn ai có ý tưởng gì khác khi mình cầm hà mã không? Con biết là tới cái chỗ đấy con sẽ được chơi, nhưng mỗi ngày mình chơi một kiểu. Và con còn biết chắc được là hôm đấy sẽ có chơi cái con đấy, sẽ chơi cái đồ vật đấy gì nữa cơ. Vậy thì mình sẽ làm sao nữa à? Làm sao để khơi được cái sự tò mò, khơi được cái sự thích thú của con lên? Chứ còn nếu mà rồi bây giờ đến giờ chơi rồi nhé, mình cho hà mã ăn á, thì còn vui nữa không? Giống như kiểu là hụt tẹt ra rồi. Bóng heo cái gì đó, treo bóng giỏ rồi thì còn gì hấp dẫn không? Không. Nhưng mà mình mang ra. Dạ chị Vân sẽ làm sao? Bây giờ đang có đất để sáng tạo đó. Theo em thì là mình sẽ nói là đi tìm thức ăn chẳng hạn, mình sẽ chơi trò là đi tìm thức ăn đó, xong rồi mình để một cái đồ vật gì đó ở bên dưới gầm ghế hay là ở trên ghế, xong rồi mình sẽ bò tới và mình đến khi mình thấy thức ăn thì mình wow lên, cái thức ăn tới của hà mã đây rồi, và mình sẽ phát triển trong đấy một dạ. Cảm ơn chị Vân, trời đã có được hai ý tưởng, một con hà mã, nhưng mà có phải là chỉ hai ý tưởng hay ba ý tưởng không?
còn như thế nào nữa không ạ? Nhiều ý tưởng lắm cô ạ, nhưng mà tại vì là ít chơi mấy con nên là mình với lại cả nhiều khi bố mẹ cứ bận nọ bận kia nên là không có tự nhanh bây giờ nhanh, là bỏ nhanh lý do để mà sáng tạo ra. Bây giờ là bỏ lý do dạ. Cái này là em đang ra giống như là bài tập đấy, để đến khi mà vào trong thực tế thì não mình nó mới có sự sáng tạo được. Vâng dạ, bây giờ mọi người nghĩ đi. Dạ sao ạ? Em sẽ nói là con ơi, hôm nay mình sẽ cho Hà Mã đi vào rừng thú nhá, hoặc là đi chơi nhá, hoặc đi đâu đấy, ví dụ thế. Tóm lại là cứ xiên tạc linh tinh ra thôi cô. Đấy là cách tiếp cận trực tiếp. Còn cách tiếp cận nào gián tiếp không? Nhân cách học văn không ạ? Ngày xưa có học văn không? Dạ chị Quỳnh. Hà Mã, nhân cách Hà Mã giống như con người vậy đó. Chó đi tắm, chó đi tắm rồi vậy đó. Đúng rồi, nhân hóa lên. Nhưng mà bây giờ làm sao để giới thiệu mà ra được Hà Mã kìa, chị Hiên. Alo. Sao ạ? À? Còn ý tưởng gì nữa không? Trời ơi. Thì mình sẽ nói là wow, bây giờ là giờ chơi đến rồi. Giờ chúng ta sẽ làm cái gì đây? Con nghĩ là mình sẽ làm gì nào? Bây giờ con nhắm mắt lại. 1, 2, 3, nhắm mắt lại. Ta là gì đây? Hôm nay ta sẽ đến chơi, đến thăm nhà người đây. Xong bắt đầu nói, rồi bây giờ con chuẩn bị mở mắt nha. 1, 2, 3, vừa mở mắt ra. Thì lúc đấy con sẽ hết hồn, kiểu như vậy. Hoặc là, mẹ có gì ta? Con này nó sống ở dưới sông. Con này nó vẫn có thể đi được ở trên bờ. Con này nó còn thích ăn cá nữa. Mẹ đố con biết con đó là con gì ta? Được không ạ? Bắt đầu. Xong đầu là bây giờ con nhắm mắt lại. Không là nó không chịu chơi đâu. Nó thì tập cho con nhắm mắt. Thì khi con nhắm mắt lại. Xin chào. Chào bạn A. Chào bạn B. Chào bạn Quân. Chào bạn gì gì đó. Được không ạ? Thì bắt đầu là con mới cười hi hi hi, bắt đầu con mở mắt ra, Hà Mã, chào bạn Quân, rồi dạy con chào, chào Hà Mã, đúng không ạ? Nè, chỗ này là mình chào nhé, chào bạn Quân, dạy con chào, chào Hà Mã, thì bắt đầu con mới nói, chào Hà Mã, cũng được, đúng không ạ? Bạn Quân có khỏe không? Mình khỏe, rồi bắt đầu, bạn đi đâu vậy? Con hỏi bạn đi đâu vậy? Các em nói nha, nghe các em nói ấy này, con hỏi bạn đi đâu đấy, rồi con sẽ nói là bạn đi đâu đấy, mình đang đi chơi đây, hình dung không ạ? Thấy cái cách không? Thì dần dần nó sẽ ra được là hai phiên và tương tác với nhau. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng quá, mình phải làm sao đây? Bắt đầu vai của mình này, Hà Mã bị đói bụng rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Đúng không ạ? Thấy cái cách dẫn dắt không? Bắt đầu mình lái dần dần ra. Thì khi mà lái dần ra như vậy là tự nhiên con sẽ cảm thấy vui vẻ, hứng thú và con theo được cái nội dung. Còn nếu mà con không theo được, không sao, mình tập cho con. Sau nếu hôm sau, wow, hôm nay có chơi Hà Mã được không? Hà Mã nhớ con lắm á. Cái cách mồi á, thì khi mà chúng ta mồi như vậy dần dần là con sẽ nhớ Hà Mã đói, nhớ như vậy bắt đầu mình kích gọi là nhỏ giọt dần dần á, thì dần dần nó mới tạo ra kết nối. Nhưng cái cách của mình á, mình đừng có làm dồn dập, mình đừng có làm tới quá, mình đừng có để cho con bị hoảng quá, con sốc quá, hoặc là con cảm thấy con quá áp lực khi mà chơi vì mẹ cứ bắt con làm hết cái này đến cái khác, xong rồi mẹ cứ ra lệnh được con làm, mẹ ra lệnh con làm, dần dần con thụ động và con áp lực.
cái cách của mình là mình cứ từ từ nương theo cái mà con đang quan tâm. Còn mình cảm thấy là bắt đầu con mệt rồi, con chán cái điều này rồi. Bây giờ hà mã cảm thấy mệt, mình cho hà mã nghỉ ha. Thì lúc đấy là con sớm qua là con sẽ gật đầu rồi dạy cho con là bye bye hà mã, hà mã đi nghỉ ha, hà mã đi ngủ nha, hà mã gì thế nào đấy. Đấy là cách để chúng ta kết thúc trong vui vẻ, kết thúc trong thoải mái, và con mình sẽ hứng thú khi mà chơi với các bạn như vậy. Rồi có nhiều khi là mình sẽ có hà mã, mình sẽ có voi, mình sẽ có khỉ. Wow, trời ơi, xin chào bạn đến với sở thú của chúng tôi. Sở thú của chúng tôi hôm nay sẽ có hà mã, khỉ và voi. Hôm nay bạn muốn chơi với bạn nào nào? Là cho lựa chọn, được không ạ? Nhưng với cách của mình show ra rất là hấp dẫn. Xin chào, đây là công viên kỷ Hura. Hôm nay công viên kỷ Hura của chúng tôi có các nhân vật là 1, 2, 3, 4, 5. Bạn muốn chơi với ai? Cái cách như thế thì dần dần là con của mình sẽ cảm thấy thích là vì gì? Là cái giọng của mình, cái mặt của mình có cái gì đó rất là hài hước. Hoặc là trước khi làm như vậy, vui lòng lấy một cái miếng son tô cho thật đỏ ở trên mũi này ra, quay đi quay lại. Làm theo cái kiểu như vậy một cái, con mình sẽ cảm thấy lạ quá, hấp dẫn quá, nó cười sằng sặc lên. Còn nếu mà nó cười không sằng sặc được cái gì, đẩy về chú ý cái phần giác quan của con nhiều lên. Vì giác quan chưa ổn cho nên nó mới chưa có cảm nhận được và chưa liên kết được để cười sằng sặc. Được không ạ? Phải làm từ cái gốc tốt thì tự khắc và tất cả các cái phần bên trên của con sẽ phát triển vô cùng là tốt luôn. Đó, thì anh chị cố gắng lưu ý theo những cái hướng như vậy. Thực ra các ý tưởng về chơi á, chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu chơi, rất là nhiều ý tưởng về chơi. Quan trọng là chúng ta cần ví dụ thực tế, ví dụ để cho anh chị hình dung ra được. Hoặc là trong cái quá trình mà em nói như thế này á, chỗ nào mà mình không hình dung được là mình phải đặt câu hỏi. Còn lớp mình mà cứ yên lặng không có hỏi gì cả, rồi cứ em nói sao nghe vậy á, thì mình sẽ không có lĩnh hội được nhiều. Rồi tiếp theo, sau chơi giả vờ là chơi đóng vai. Thì chơi đóng vai lúc này sẽ đóng vai làm gì? Trẻ em của mình thường chơi đóng vai gì ạ? Có thể đóng vai hay là đầu bếp. Bố mẹ đóng vai đầu bếp, đóng vai bác sĩ, đóng vai gì nữa? Cô giáo. Công chúa. Đóng vai cô giáo, đóng vai công chúa. Tử. Đóng vai hoàng tử. Mấy nhân vật trong chuyện cô Tít mà bé được nghe. Khi là đóng vai cả động vật nữa. Dạ đúng rồi, đóng vai là động vật. Thì nếu như mà anh chị nào mà xem cái quyển là những hoạt động dạy trẻ tự kỷ, nó sẽ có một cái kỹ năng là kỹ năng bắt chước. Thì cái giai đoạn nền tảng là người ta kêu là con hãy bắt chước tiếng kêu của con vật, bắt chước hành động cử điệu của con vật. Ví dụ như con gà trống thì sẽ làm như thế nào, con chó thì làm như thế nào, con bò thì làm như thế nào, con khỉ thì làm như thế nào, con thỏ thì làm như thế nào, là bắt chước hành động của các con vật. Đó, thì tiền đề của cái việc mà chơi được giả vờ thành nhiều vai thì phải đi từ những cái phần bắt chước. Hoặc là muốn chơi được các cái vai như thế này thì con sẽ phải tham gia cùng với lại cha mẹ, hoặc là con quan sát các cha mẹ chơi với lại các anh em khác trong nhà. Hoặc là thậm chí không có anh em khác thì cha mẹ chơi với nhau, chơi mẫu. Con chơi cách của con nhưng mà bố mẹ chơi cách của bố mẹ. Mình cung cấp các mẫu dần dần nhiều lên thì con sẽ thấy quen dần con sẽ thích. Và khi mà thích thì con sẽ mô phỏng theo những gì con được quan sát. Đó, cho nên vấn đề của mình là một cái vấn đề vô cùng quan trọng khi chúng ta xây dựng và tạo ra các tình huống. Đầu tiên là xác định xem cái tuổi phát triển của con mình hiện tại bây giờ đang nằm trong khoảng bao nhiêu. Thứ hai, mình cần xác định coi mục tiêu trọng tâm của chúng ta trong giai đoạn này sẽ là cái gì. Và lớp lang sẽ có những kỹ năng gì cần xoáy. Trong các kỹ năng như vậy chúng ta sẽ phối tập bài gì. Và tương ứng với bài đó thì cần nguyên liệu là gì, cần những cái đối tượng là ai sẽ hỗ trợ mình làm những cái phần nào mình ghi ra. Nếu mà được nữa mình sẽ phải chia ra thời khóa biểu. Lúc đó
làm kỹ năng đó là làm cái giờ nào nó sẽ thuận lợi. Ví dụ như là cái kỹ năng mà bài tập vận động nặng thì không thể nào mà đến cái lúc con đi ngủ mới đưa con đi tập vận động. Đúng không? Mà phải tập vào cái lúc mà con đang rất là sung sức, rất là khỏe. Thì tập xong một hồi con tĩnh lại thì mới đi vào bài nhận thức. Đó. Rồi cái bài mà về cái việc đóng vai như thế này thì mình sẽ phải dành cho cái thời gian mà con có cái nhận thức nó kha khá, con hiểu. Thì con mới biết là bây giờ làm vai nào. Tớ làm cảnh sát, còn cậu làm người lái xe nhá. Thì lúc đấy cảnh sát mới tuyết còi người lái xe. Nó thì phải có bối cảnh. Tôi muốn có bối cảnh như vậy thì nếu vậy thì bây giờ mẹ sẽ giúp con làm cái đèn giao thông và mẹ sẽ giúp con làm vật kẻ đường. Ô, vậy thì con sẽ làm gì giúp mẹ đây? Chúng ta Dung làm ơi. Sao để tạo ra một con đường? Dung à. Dạ. Cô Dung ơi. À, cô Dung em nhắc lại cho em cái vụ mà vừa nãy. Vâng, cô Dung nhắc lại đỡ em cái vụ mà vừa nãy là mình phải xác định cái mức độ của con đấy. Cô Dung nhắc lại cái vụ vừa nãy cô Dung vừa nói cho em với. Dạ, anh chị nào vừa nghe được cái điều đó thì nhắc lại giùm em với. Mọi người hay là nghe rồi giống như là nghe để ru thôi, đi ngủ hết luôn là xong luôn á. Vừa nãy em nói nghe lại phần này mà cô. vậy là bây giờ tắt video đi. Tắt ghi âm đi. Thật ra là cái nào mà nó quan trọng mà nó dài dài là em phải ghi đấy cô ạ. Cái bài kỹ năng chơi, cái video mà lần trước học cái bài này á, 180 mấy lượt coi. Thế nhưng mà đến khi hôm nay em hỏi lại anh chị không có một cái câu nào phát biểu về cái bài này. Vậy thì sao, em rất là lo lắng. Rồi, vừa nãy em nói cái điều đấy là nói cái gì? Ai là người nghe được cái điều em nói? Thế mà còn không có dừng lại nữa, cứ để cho em phiêu từ chỗ này phiêu sang chỗ khác. Vậy thì có phải là để ru không? Máy em bị đơ cô ạ, em bấm mãi, em vừa hung em bảo ông cụ bảo cái máy thế nào mà bấm mãi nó không lên được cái mic kia tao mẻ mẻ. Để có ai nhớ được không? Có ai nhớ được là vợ em nói cái gì không hả? Cái điều đấy có quan trọng không? Không lẽ là chỉ có mỗi chị Mai mới thấy quan trọng thôi hả? Dạ, có. Em thấy cái đấy quan trọng. Tại vì thực sự là ứng với con mình, thực sự ví dụ như bây giờ là 4 tuổi hay 5 tuổi nhưng mà đấy là số tuổi của con, còn cái nhận thức của con nó ở đâu. Tại vì đối với trường hợp nếu mà con nhỏ quá, con mặc dù là tương đối tuổi ấy, nhưng mà nhận thức còn kém ấy, mình cho đóng vai mà trong trường hợp là khó. Ví dụ như cô đang nói là cảnh sát với lại xe, người lái xe chẳng hạn. Người lái xe. Đó. Thì chưa chắc lúc đấy bé đã hiểu của mình. Vì vậy là phải tùy theo cái số tuổi của con mà số tuổi thực, tức là nhận thức thực của con ấy, mình mới tổ chức được cái trò chơi là đóng vai như thế nào. Nếu ví dụ như nhận thức của con mà chưa có tốt thì mình có thể ví dụ cho trò chơi giả vờ trước. Cô nói là lúc là bé mới nhỏ ấy, thì có thể cho chơi ví dụ như là giả vờ là bắt chước tiếng con vật chẳng hạn. Đó. Vì vậy là cô nhắc là mình phải kiểm tra xem số tuổi của con thực chất như thế nào để mình tổ chức cái trò chơi đóng vai cho con cho phù hợp. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Chị Hồng rất là tốt. Thứ nhất là mình sẽ phải biết tuổi thật của con là bao nhiêu. Ví dụ tuổi thật là 5 tuổi. Thứ hai, phải đánh giá tuổi phát triển của con là bao nhiêu. Khi mà xác định được tuổi phát triển của con nằm trong khoảng bao nhiêu thì chúng ta lại phải tìm tiếp là vậy thì trong giai đoạn mà tuổi phát triển đang ở đây so với tuổi thật ở trên đây, cái khoảng cách là gần hay xa. Và chúng ta sẽ xác định cái giáo án trong giai đoạn này sẽ tập trung vào kỹ năng nào để giúp cho cái này này nó sẽ phải tiệm tiến để từ cái này nó đi gần tới đây. Bởi vì cái tuổi thật nó sẽ tăng lên theo hàng năm. Nhưng mà cái tuổi phát triển là cái tuổi phụ thuộc vào cái quá trình chúng ta can thiệp cho con nó rất là khó. Được không ạ? Can thiệp cho cái này để cái này nó phải nâng lên, trong khi đó cái này vẫn nâng đều. Cho nên cái phương pháp mà chúng ta can thiệp, cái giáo án mà chúng ta can thiệp, chúng ta phải tính theo cái kiểu là cốt lõi, chọn kỹ năng nào mà chúng ta chỉ cần làm một, hai việc, nhưng mà trong đấy nó bao gồm nhiều cái kỹ năng ở bên trong.
và phải đánh xoáy vào nòng cốt trọng tâm để không có dàn trái, giúp cho con có được cái sức bật đó, bật lên, bung lên. Đấy là về cái nguyên tắc là mình sẽ phải tính toán, phải sắp xếp. Tiếp theo, khi mà mình đưa ra được cái giáo án rồi, nhưng mà trong cái giáo án như vậy thì chúng ta sẽ lại phân bố, coi là đối với các cái kỹ năng như thế này thì chia ra trong ngày thì mình sẽ dạy kỹ năng nào vào giờ nào. Được không ạ? Để phân bố cho nó hợp lý. Tiếp theo nữa, liên quan đến cái chuyện mà các cái mức độ chơi như thế này thì lại phải đánh giá cái kỹ năng về chơi, về tương tác xã hội của con nó đang nằm trong độ tuổi nào, thì chúng ta sẽ phải tìm các cái bài tập phù hợp tương ứng với cái tuổi phát triển tại thời điểm đấy của con. Thì khi mà cái mục tiêu mà bắt chước cái hành động của con vật thì anh chị có thể tìm vào trong quyển Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ. Ở trong đấy người ta có đưa ra một số những cái bài tập. Thì nếu mà cần thì em cũng có thể gửi lên trên lớp của mình. Rồi tiếp theo là cái câu chuyện mà em kể. Các em xin đấy nhá. Rồi trong cái tình huống mà đóng vai như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều vai. Thì khi mà có rất nhiều vai như vậy mình cũng phải xem khả năng của con mình tới đâu. Nó đang nằm ở chỗ nào. Và muốn đưa ra được các cái bài tập như thế này mình sẽ phải hình dung này. Mình dạy vào giờ nào. Đối với một cái kỹ năng này chúng ta có những vai gì, con mình đang hiểu được tới đâu rồi, rồi cần những ai phụ tá hỗ trợ cho mình, cần những nguyên liệu bối cảnh là cái gì để chúng ta sắp xếp. Thì khi mà mình đưa ra giấy, ra giấy từng bước một, thậm chí phải phân vai ra ai làm việc gì, ai nói lời gì, y như đóng phim vậy đấy. Nhưng mà người lớn sẽ phải chuẩn bị thật kỹ những cái chuyện đó để đến khi mà đưa vào bài chúng ta có một cái sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng với nhau thì cái việc chơi với con nó không thành áp lực. Còn nếu mà mình không biết, mình cứ vừa làm vừa mò, tất nhiên là mình vẫn phải mò chứ, nhưng mà làm cho con trộn rộn, con bối rối quá thì một hồi con chóng chán lắm. Và khi mà con chóng chán chúng ta sẽ bị thất bại nhiều. Khi mà thất bại nhiều sẽ tạo cho con cái tiền lệ là chơi những cái hoạt động này nó rất là căng thẳng, vì bố mẹ cũng căng thẳng, bố mẹ cũng không hiểu là phải chơi như thế nào, theo cái kiểu như vậy. Đó, cho nên chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn cho mình, chuẩn bị khá tốt về những cái phần nội dung, rồi các bước như thế nào đấy. Rồi, khi mà chơi được cái đóng vai xong thì lên cao hơn sẽ là trò chơi có luật. Thì chơi có luật thì anh chị có thể, đối với ở Việt Nam mình chơi có luật sẽ là các cái trò chơi gì ạ? À? Chơi gì được gọi là chơi có luật? Cá ngựa. Dạ. Cua. Dạ. Đúng rồi. Ô ăn quan. Dạ, ô ăn quan, đúng rồi. Hoặc là nhảy lò cò cũng là có luật nhá. Còn ở bên nước ngoài thì thông thường người ta sẽ dùng cái từ là board games. Nó thì nó sẽ có nhiều những cái nguyên tắc khác nhau, hoặc là chơi cờ caro, hoặc là như là ngày xưa tụi em hay chơi cái trò chơi nối điểm như thế này nè. Không biết được là có ai chơi như là tụi em hay không. Đây là cái tờ giấy nha. Trên cái tờ giấy như thế này thì bắt đầu sẽ chấm rất là nhiều. Có ai chơi không ạ? Caro không cô? Chưa chơi. Chưa chơi ạ? Thì có rất là nhiều những cái chấm như vậy nha. Rồi, hai người chơi. Còn tù tì ai thắng thì người đó sẽ đi trước, sẽ nối các cái đường thẳng này. Cứ nối hai điểm tạo thành đường thẳng. Rồi, bây giờ ví dụ như nối gần gần với nhau như thế này đi. Thì khi mà gần gần như thế này, bây giờ cái người tiếp theo sẽ tạo ra thành những cái hình tam giác. Thì cứ mỗi một hình tam giác như này là sẽ được ăn điểm. Đó, thì như thế này có nghĩa là cái người này đang có khả năng thắng này. Đó, thấy sáng tạo không? Nó sẽ ra được rất là nhiều cái cách khác nhau. Rồi, hết để tạo ra được tam giác rồi. Hoặc là từ đây. Đây. Là tự nhiên người này sẽ, ví dụ như người này sẽ là A, thì sẽ là A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bây giờ cho người kia được ăn đúng không? Thì cho vào đây. Thì người này sẽ được, thế là nối vào đây. Sẽ ra được là hai hình tam giác là B1, B2.
Rồi B là 2, còn A là 6 rồi. Rồi khi xong cái này thì bắt đầu là mình sẽ nối cho một một điểm ở ngoài này. Tức là xong lượt của mình thì sẽ tiếp tục cho người kia. Đó, thì chơi nhiều luật như vậy thì trẻ sẽ phát triển được cái tư duy, rồi cái sự sáng tạo nó rất là nhiều. Rồi, thì đây là các giai đoạn chơi với đồ chơi. Mình hình dung không ạ? Nó sẽ phải trải qua các giai đoạn đấy. Bây giờ sang đến một cái giai đoạn chơi là giai đoạn chơi xã hội. Chơi xã hội là gì? Chơi xã hội thì nó sẽ được chia ra thành là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là nó có 6 mức độ chơi. Chơi đầu tiên là chơi ngẫu nhiên, từ khi em bé vừa được sinh ra cho tới khi em bé được 3 tháng. Thì trẻ sẽ thực hiện nhiều cử động với tay, chân, với bàn tay, với bàn chân. Trẻ khám phá cơ thể, quơ, quơ, quơ tay, quơ cả tay và chân, nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên kia để khám phá. Rồi cái miệng á, hí hà là chơi các cái âm thanh. Được không ạ? Thì trong giai đoạn từ 0 đến 3 tháng. 0 đến 3 tháng thì lúc đấy con có những cái âm gì? 0 đến 3 tháng con sẽ có những âm gì ạ? À? Các chị ơi, 0 đến 3 tháng thì con sẽ có những âm gì? Nhà em này em chả để ý đâu cô ạ. Mình đoán, mình nhớ xem là thường ai Đỗ Minh Kỳ là ai? Lạ quá. Rồi E A A A ư hử ha hả ha ư y. Được không ạ? Đa phần là nguyên âm. Nó chỉ có cái họng hơi ra kết hợp với cái hàm thôi. A ư ya hay ha hử, chơi với mẹ. Được không ạ? Có các cái âm như vậy. Wow, các anh chị rất là tốt. Rồi đến khi mà con từ khi sinh cho tới 2 tuổi, thông thường con sẽ chơi một mình nhá. Đây là khoa học chứng minh. Từ 0 cho tới 2 tuổi con có xu hướng chơi một mình nhiều hơn. Ví dụ như là trong giai đoạn mà con em như thế này này. Ủa rồi, nó thường hay đi ra các cái chỗ mà nó có cái lỗ, nó thò tay xuống, nó khám phá. Rồi nó cứ chọc chọc, rồi nó moi moi lên, nó khám, nó đi, nó tìm hiểu đủ mọi thứ. Đó. Rồi cái lúc mà mình chơi người người á, là mình sẽ kéo con ra để mình chơi các cái trò cùng với mình. Ví dụ như chơi ú hòa, ví dụ như là chơi chóc cư lừa xẻ, ví dụ như là bế con lên quay tròn, đó là mình có thể chơi người người. Nhưng thông thường chỗ này con có xu hướng là chơi một mình nhiều hơn là tương tác với những người khác. Thì nếu như con anh chị nếu như con anh chị mà đang trong cái độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi của tuổi xã hội mà mình dắt con mình đi ra trường mầm non, vậy thì khi này con sẽ chơi với các bạn hay con chơi một mình? Nếu mà theo nghiên cứu như thế này, chơi một mình. Đúng rồi, con sẽ chơi một mình chứ, con sẽ đi khám phá thế giới theo cách của con chứ. Nhưng mà mình nhìn trên camera mình để nói, trời ơi, con tôi đi học không có chơi với các bạn gì hết, là toàn chơi một mình không à. Tuổi thật thì nó có đấy, nhưng cái tuổi xã hội này này, nếu mà con nằm trong khoảng 2 tuổi thì con sẽ chưa chơi với người khác, mà con thường có xu hướng là chơi một mình nhiều hơn nha. Ngày xưa mình chưa biết thì nó khác, còn bây giờ mình biết rồi thì mình sẽ phải hiểu cái giai đoạn phát triển của con tương ứng các giai đoạn nào con mới có được những cái kỹ năng đấy. Còn nếu mà mình muốn con bứt được lên phát triển nó tốt hơn thì mình phải là cái người hy sinh. Mình là cái người mà tạo ra cái tiền lệ ở nhà trước. Mình chơi với con mình rất là nhiều. Thậm chí mình sẽ mượn trẻ em của hàng xóm, trẻ em của bà con. Mượn những trẻ đó tới nhà để làm gì? Chúng ta lại phải lên kế hoạch làm sao đấy để cho các bạn này chơi trong nhà của mình. Thì các bạn chơi trong nhà của mình thì con mình mới có cái cơ hội mà được quan sát người khác chơi. Rồi nghe cách người ta chơi.
Hình dung không ạ? Đầu tiên chơi một mình đấy, nhưng mà nó không phải là nó không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nó chơi thì nó chơi để nó khám phá, để nó học hỏi. Nhưng tai của con vẫn để ý, vẫn quan sát cái cách mà người khác chơi đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng anh ấy cảm nhận theo cái hướng tự thân, chứ không có thể hiện ra bên ngoài. Vì thực sự thì xét về một cái mức nào đó của cái năng lực xã hội ấy, anh ấy chưa đủ đến cái mức mà anh ấy show ra. Đó. Rồi sang đến cái mức số 3 đó là hành vi quan sát. Là lúc này con mới quan sát những người chơi, những người khác chơi bên cạnh, nhưng vẫn chưa chơi cùng. Chỉ là quan sát thôi. Mà chỗ này phải từ 2 tuổi trở đi, bắt đầu mới hướng ra. Vậy thì mình có thể thấy được rằng là cái cách thông minh của chúng ta, đó là mình hãy tương tác với con. Khi mà anh chị học về cái phần tâm lý lứa tuổi trước đó, em đã nói rất là nhiều đến cái quan hệ gắn bó giữa mẹ và con. Quan hệ gắn bó giữa mẹ và con là như thế nào? Ai có thể trả lời giùm em không ạ? Là yêu thương, rồi để ý những cái hành động, những cái cử chỉ, rồi cái cách chơi, cái cách tương tác của con ấy cô. Theo em hiểu là như thế ạ. Đúng thì đúng nhưng mà chưa đủ. Dạ, ai trả lời giùm em, quan hệ gắn bó giữa mẹ và con là gì? Dạ, kiểu như con nó thích chơi với mẹ, con nó thấy mẹ nó mừng. Và nó sẽ phát triển trong giai đoạn nào? Dạ, trong từ 0 đến 2 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Từ 0 đến 1 tuổi thôi. À, từ 0 đến 1 tuổi thôi. Rồi chị Oanh trả lời tiếp. Từ 0 đến 1 tuổi như thế nào thì gọi là quan hệ gắn bó giữa mẹ và con? Tức là bé nó luôn cảm thấy cái sự an toàn khi ở bên mẹ không? Có dở sách ra không đấy? Dạ không. Nhắc lại rất là nhiều ha. Quan hệ gắn bó giữa mẹ và con là sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi. Trong cái giai đoạn mà từ 0 đến 1 tuổi, đứa bé sẽ đồng nhất nó với mẹ của nó. Và nó giống như một cái ông vua con ở trong nhà. Nó chỉ cần e này một cái là mẹ sẽ bất kể chỗ nào, mẹ chạy, mẹ đây. Mẹ nấu cơm, mẹ giặt đồ, mẹ làm việc hay cái gì đó. Mẹ thông báo cho con biết là mẹ ở đây, mẹ có mặt ở bên con. Và mẹ luôn luôn ở bên con. Thì khi mà cái tiếng khóc như vậy là nó muốn gây sự chú ý, muốn thu hút, hoặc là nó muốn đảm bảo được rằng là có người ở bên cạnh nó. Đó. Và khi mà đứa trẻ mà được đáp ứng đủ đầy về cái phần này á, thì cái tâm lý của đứa trẻ nó sẽ theo cái hướng là được an toàn, được bảo vệ, và nó cảm nhận một cái sự an toàn, ấm áp. Được không? Còn nếu như mà đứa trẻ nó nó khóc hoài, không thấy ai trả lời, nó sẽ hoài thêm tiếp nữa, cũng không có ai trả lời, nó sẽ hoài, cũng không ai trả lời, đến một lúc nào đó nó sẽ làm sao? Nó không khóc nữa con. Không khóc nữa, vì nó học được cái kinh nghiệm là dù có ai cho tới khản khổ, cũng không có ai đoái hoài gì tới nó nữa. Vậy thì sau khi cái giai đoạn như vậy, đứa trẻ nó thường có những cái xu hướng như thế nào? Đứa trẻ sẽ có xu hướng như thế nào ạ? Nó không được đáp ứng này, thì nó sẽ có cảm giác bất an. Rồi nó sẽ có cảm giác là mặc cảm, và nó thu nó lại. Và nó sẽ xa rời, nó tách rời với bên ngoài. Thì hoặc là nó sẽ trở nên trầm hơn, ít thể hiện những cái nhu cầu của nó ra hơn. Hoặc thêm một cái điều nữa là những đứa trẻ này nó hay có cái mền, cái gối hay gì đó, nó đưa vào viện nó ngậm. Và chỉ cần có cái khăn, chỉ cần có cái gối, chỉ cần có cái gấu bông, chỉ cần có cái gì đó ở bên cạnh, thì mẹ có đi đâu, mẹ có làm gì không quan trọng. Và dù có đi đâu hay làm gì, lúc nào nó cũng phải kè kè cái gối ghiền hay là cái gì đó ở bên cạnh nó. Và đấy là cái vật mà đảm bảo rằng nó được an toàn, nó được che chở, nó được bảo vệ. Và một trong những cái thuật ngữ của bên tâm lý đó là sự phóng chiếu cái sự che chở, sự bảo vệ thông qua cái đồ vật như vậy. Đó. Thì khi mà em bé đang ở trong cái giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi,
con cần được đáp ứng cái quan hệ gắn bó giữa mẹ và con. Mẹ ôm ấp, mẹ vỗ về, mẹ yêu thương, mẹ nựng nịu, và mẹ cho con cái cảm nhận rằng mẹ luôn luôn ở bên con, đồng hành cùng với con. Con có cảm giác an toàn về mặt tâm lý, thì đấy, cái bàn đạp để giúp con phát triển rất tốt về cả tâm lý và thể chất và nhận thức tư duy. Đó, thì bây giờ quay trở lại ở đây, tức là khi chúng ta tương tác với con, hãy đi từ tâm lý, hãy đi từ vui vẻ, hãy đi từ những tương tác mà làm cho đứa trẻ cảm nhận được cái sự an toàn, của cái sự yêu thương, của sự đùm bọc, của sự che chở. Đó, mình càng tương tác với con theo những cái hướng như vậy thì đứa trẻ, cái khuôn mặt của nó này, dần dần theo cái hướng là nó sẽ giãn ra, nó vui vẻ, nó sẽ có một cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Còn nếu như mà mình cảm thấy ở trên khuôn mặt của con mình á, nó nhăn nhó, nó cau có, ai đụng cái nó hoặc nó cứ mè nheo hoài, hoặc là cứ đụng vào một chút xíu là bắt đầu nó la, nó hét, nó chống đối, thì đấy thể hiện rằng bên trong của đứa trẻ có rất nhiều vấn đề và có nhiều sóng. Khi có nhiều sóng động như vậy thì bên ngoài nó phải thể hiện ra thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao đó để xây dựng lại cái mối quan hệ giữa mình và con mình, hoặc là xây dựng lại cái mối quan hệ giữa cha mẹ ở trong gia đình đó, với con cái của mình, để mang lại cho con một cái sự an nhiên, một sự bình an rất là cần thiết cho con. Khi con có được một cái sự bình yên như vậy thì con có được cái cơ hội để con phát triển lên rất là tốt, và xây dựng lại thông qua các cái trò chơi người người, thông qua giao tiếp mắt. Thì cách làm như thế nào thì các cái bài trước em đã nói rất là nhiều rồi ha. Của cái trò chơi người người lớp mình em đã nói chưa nhỉ? Cô Dung ơi, dạ. Em xin phép xong em nghe lại ở trên YouTube cô nhá. Hôm nay em đi tiêm COVID về nghe nó không có vào mấy. Dạ. Lâu lâu cũng phải có ngày nghe không vào chứ. Dạ, hôm nay nó mệt đấy cô ạ. Nó mệt từ chiều hôm nay em nằm bẹp cả buổi chiều. Dạ rồi, ok chị. Dạ. Em chào cô, chào các ba mẹ. Và... Dạ rồi, chào chị Mai nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Giai đoạn tiếp theo sẽ là chơi song song. Thì giai đoạn trước là con sẽ quan sát các bé khác chơi. Tuy nhiên em đã nói rồi, khi mà quan sát như vậy là bé sẽ nghe này, bé sẽ nhìn, nhưng mà bé chưa có tham gia vào các cái trò chơi đấy đâu. Tuy nhiên trách nhiệm của mình là mình sẽ tạo ra nhiều những cái mẫu tương tác xã hội như vậy để mình cho con nhìn thấy. Rồi bây giờ sang đến giai đoạn là chơi song song. Chơi song song là gì? Thì chơi song song là con chơi bên cạnh hoặc là con chơi gần những trẻ khác nhưng con vẫn chưa tham gia cùng. Tức là cả hai bên đều đang chơi xếp hình. Có thể đồ chơi giống nhau hoặc có thể đồ chơi khác nhau, nhưng chấp nhận sự có mặt của nhau ở đây tại thời điểm này, trong cùng một lớp học, trong cùng một cái khu đó, cùng một cái góc đó, là chơi song song. Thì bây giờ anh chị cũng có thể dạy con bằng cách này. Tức là giai đoạn đầu tiên con chơi theo kiểu của con, còn mình chơi theo kiểu của mình. Nhưng mình hãy làm sao cho cái quá trình chơi đó ở trước mặt con, và con chấp nhận sự có mặt của mình cùng trong phòng đấy, cùng trong thời điểm đấy, cùng trong lúc đấy. Đó, thì khi mà con quan sát nhiều, thì đến một ngày nào đó con sẽ chơi tương tác. Vậy chơi tương tác là gì? Chơi tương tác là khi mà đứa trẻ đạt được tuổi tâm lý xã hội là 3 đến 4 tuổi. Khi nào trẻ phải đạt được về cái tuổi xã hội ha, nó phải từ 3 tuổi trở lên, thì con mới có nhu cầu chơi tương tác với những người khác. Còn nếu như mà tuổi xã hội mới đang nằm trong khoảng dưới 3, con vẫn là chơi theo cách của con và con quan sát, con chấp nhận người khác thôi. Đấy, mình nắm được những cái mốc phát triển như thế này. Thì khi mà con bắt đầu tương tác với trẻ khác trong khi chơi á, thì giai đoạn đầu con cũng chưa có tương tác nhiều đâu. Ít thôi, chớm nở thôi. Đó, và đứa trẻ có thể thực hiện một cái hoạt động liên quan đến những đứa trẻ xung quanh, nhưng thực tế thì có thể không tương tác với chúng. Tức là có thể thực hiện hoạt động liên quan, làm cái gì đó nó gần giống nhau, tương tác với nhau, nhưng mà chưa hẳn là có sự tương tác sâu. Thì ví dụ như là cùng ở trên lớp thì sẽ có những cái hoạt động mà cô kêu là bây giờ phân loại đối tượng đi, ở trong lớp mầm non thì sẽ có các cái rổ,
xong rồi cô đưa con vật nào đó lên thì bạn này sẽ cầm con vật này đưa đi, đưa lên để tương ứng vào cái rổ môi trường nào đấy, thì hai bạn cùng đi chung với nhau và để, hoặc là bỏ chung vào cùng rổ, hoặc là bỏ chung vào khác rổ, tức là làm cùng nhau các hoạt động như vậy. Hoặc là khi mà các bạn này thì sẽ có bạn lanh và có bạn chưa lanh, thì khi cái bạn lanh và bạn đứng ra, bạn ấy khởi xướng một cái trò chơi nào đấy, thì con mình cũng có thể là tham gia vào những cái vai phụ trong cái nhóm như thế. Thì khi mà tham gia vào các vai phụ thì vẫn sẽ có những cái bạn kêu con mình, hoặc rủ con mình, hoặc chỉ cho con mình làm cái hoạt động nào đấy, thì đơn giản chỉ là làm theo sự hướng dẫn thôi, nhưng ít ra con đã chấp nhận mình là một thành phần trong một cái nhóm chung. Vậy khi mà mình có được một cái gợi ý dành cho từng giai bộ, giai đoạn 1 như thế này này, thì các anh chị có hình dung được các bước để chơi với con không? Khi nhìn vào các giai đoạn từ nãy đến giờ. Có. Có, tại vì lúc đầu nhé, lúc đầu là cách chơi với đồ chơi. Xong bây giờ lại là chơi xã hội, tức là tâm lý phát triển của con người qua từng giai đoạn một, nó lớp lang như thế nào. Vậy thì bây giờ mình sâu chuỗi hai cái này vào rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ có rất là nhiều cách để mà mình cung cấp ra, xong rồi con quan sát thì đến một ngày nào đó con sẽ làm được. Và giai đoạn thứ năm là chơi hợp tác. Ở trên 4 tuổi, lúc này con sẽ chơi cùng với những trẻ khác và có hứng thú với cả hoạt động và bạn cùng chơi. Đó là bắt đầu quan tâm đến những người khác, chú ý đến những người khác, chú ý tới cảm xúc, chú ý tới hành vi của những người khác. Đấy là các cái giai đoạn chơi xã hội đó. Vậy thì chúng ta đã đi qua hai giai đoạn. Một là giai đoạn chơi với đồ chơi. Hai là giai đoạn chơi xã hội. Vậy thì các anh chị cảm nhận như thế nào về hai cái phần này? Mình cảm nhận như thế nào về hai cái phần đấy? Hôm nay 20 tháng 10 hình như là lớp mình muốn đi chơi hay là lớp mình thấy tinh thần xuống hay sao ấy. Sao vậy ạ? Ủa, thích chơi cái này không quan trọng hả? Hay là thấy cái này nó bình thường rồi, ở đâu cũng thấy nói hết rồi? Không, cô khó luôn. Phải khó tiếp thu hả cô? Khó tiếp thu hả? Khó lắm cô. Đúng rồi, vì cái này mới đang là những cái phần kiến thức chung mà. Yeah. Chưa vào kỹ thuật. Xong rồi khó tiếp thu cũng không nói là khó tiếp thu. Khó cũng không, không có bảo là khó. Mà cứ ngồi im. Em nói tới đâu ngồi im nghe thấy đấy. Ngồi im để nghe và lĩnh hỏi cho cô Dung ơi. Cô biết không, chơi mà khó là đứng hình đó cô. Chứ không có gì hết trơn. Ê, vậy là từ nãy đến giờ cô Dung chơi khó quá. Là mọi người đứng hình hết luôn. Đứng hình cả lớp luôn. Đấy, bây giờ mới đi vào các kỹ thuật nè, các kỹ thuật cơ bản từng phần một. Đây, các kỹ năng giao tiếp tiền ngôn ngữ. Sẽ phải có giao tiếp mắt, sẽ phải có chú ý chung, sẽ phải có kỹ năng bắt chước, sẽ phải có các cái trò nguyên nhân hệ quả. Và hằng định đối tượng tức là kiểu gì con cũng có thể hình dung ra được, cũng có thể nắm bắt được. Vậy thì giao tiếp bằng mắt là giao tiếp như thế nào? Dạ thưa cô, là mắt nào? Của trẻ là phải nhìn vào mắt của mình đó cô. Thông qua cái đồ chơi, và cái đồ chơi đó là mình khi mà mình chơi á, thì mình thường phải để ngang cái tầm mắt của mình á, để khi mà bé lia vào cái đồ chơi là bé sẽ quét cái mắt qua cái mắt của mình. Thì cái bước đầu là như vậy đó cô. Dạ, nếu mà mình học bên cô Xuân là trong tầm mắt ngoài tầm với. Đúng không ạ?
Rồi sao nữa không ạ? Nếu mà chỉ có là nhìn cái đồ chơi đó và nhìn vào mắt mình không thôi. Thế đủ chưa? Chị Trần Mai nói là ánh mắt phải thể hiện cảm xúc kìa. Wow, wow, chị Mai đâu? Phát biểu đi ạ. Ánh mắt thể hiện cảm xúc là như thế nào ạ? À, dạ thưa cô, là lúc mà bé, ví dụ bé vui, bé thích gì thì bé có thể nhìn sang mình cười, ý như vậy cô. Wow, chị Mai là học bên lớp A mấy? Em học bên lớp A5 cô. Tại thấy số 29 nè. Dạ, em học bên dạ, ánh mắt thể hiện cảm xúc là như thế nào để ra được cảm xúc? Chung là em cũng giỡn với bé cô, xong rồi hay làm bé vui, rồi chung là em cũng chưa có rõ ràng lắm cô. Chị biết là dụ như mỗi lần bé nhà em mà nó thích cái gì á mà em làm cho nó vui hoặc là gì là thì nó hay nhìn em nó cười, hoặc là nó cũng thể hiện nhu cầu, dụ như muốn cái gì nó quay sang nó nhìn em, ý là vậy không? Dạ, wow, hay quá, cảm ơn chị Mai ha. Cô Hiền ơi, mắt sáng có hồn là như thế nào cô Hiền? Những cái phần này rất là quan trọng nè. Cô Hiền ơi, cô Mỹ Hiền. Làm sao để cho mắt sáng? Làm sao để cho mắt có hồn? Anh chị có cần những điều này không? Đã có cô ạ. Tại vì bé giống như là bé phải có hứng thú hơn bất cứ cái vấn đề gì ấy, thì mình dạy nó mới dễ. Còn khi bạn dạ. bạn ấy không cố nhìn mắt bạn ấy buồn lắm cô. Bạn ấy không quan tâm đâu. Dạ, bạn ấy sẽ không quan tâm ha. Vậy bây giờ làm sao cho bạn ấy quan tâm? Em nghĩ là phải thu hút cái mắt của anh ấy trước đã. Ví dụ như một số cái ví dụ của cô ấy là cô cường điệu hóa lên việc quá, wow, cái đồ này đẹp quá. Thì lúc đấy anh ấy cảm thấy là à cái này vui. Thế nên là anh sẽ nhìn mình và lúc đấy anh sẽ thấy có giống như động lực và hứng thú hơn để mình sẽ dạy tiếp cái nội dung kế tiếp. Của... Đúng rồi. Dạ cảm ơn chị Dương ha. Chị Dương là hôm qua cũng mới học xong cái này đúng không? À đúng rồi, hôm trước là học về kỹ năng này. Chị Hương thì nói rằng là bé nhìn cảm nhận được mẹ đang vui hay buồn nữa. Ghê ta. Nền tảng nó là cái gì? Làm sao mà ra được cái mắt như vậy? Tại vì nhá, nếu mà chỉ là nhìn mắt không thôi, thì ví dụ như đây là ly nước. Đúng chưa? Nước này bé đang khát và bé muốn uống. Thì bé ra bé nhìn mẹ. Rồi bé nói, cho con uống nước là cho luôn rồi thì con có nhìn rồi. Vậy nếu mà chỉ nhìn như này thôi đủ chưa, hay là mình còn mong muốn con như thế nào với mình nữa? Như thế nào nữa ạ? Chị Oanh kìa, là bé phải thể hiện được cái nhu cầu không? Nhu cầu là cho con uống nước, nhìn lên nước, nhìn mẹ cho con uống nước. Rồi cho uống nước luôn. Xin xong rồi đó. Vậy phải làm sao? Chỗ này rất là quan trọng. Và em nói đến cái phần mắt này nhiều lần rồi. Nhưng vì hôm nay về phần chơi cho nên phải xoáy cho ra vấn đề luôn. Bây giờ nhé, ở bên lớp của mình còn bé nào mà mắt nhìn còn lờ đờ và phản xạ chưa nhanh nhạy linh hoạt nữa đến bây giờ? Bảo Anh cô. Bảo Anh như vừa nãy là bắt đầu có thấy cái sự long lanh ở trong mắt rồi. Dạ có hơn tí rồi. Đúng rồi, dạ, là có hơn so với bữa trước. Dạ, bé của chị Trâm thì đương nhiên rồi, chị Trâm phải học thêm phát new tech nữa rồi. Lính mới không tính. Dạ. Dạ, lính mới toanh toành chưa biết thì chưa thể có được cái điều đấy.
Dạ, hổm cô nói cô đến thăm quan sát bé, em mong đợi quá chừng luôn. Mà từng này nghe nói cô bận quá. Trời ơi, kinh khủng luôn chị. Dạ. Nói là kinh khủng. Biết cô bận đó mà vẫn trông, cứ mong gặp được cô cho bé quan sát bé. Thành thơ rồi đó. Biết cô bận mà vẫn trông, mà sao thành thơ, thành ca rồi đó. Dạ, em sẽ tại vì ở dưới cái khu vực đấy cũng có bạn của ông xã em á, cho nên là có gì hai vợ chồng em sẽ đi qua bên đó. Không, không có sao chị. Dạ, này em được cái chuyện chơi lắm. Dạ. Em chỉ cần nghe cô nói câu này là em mừng rồi. Mừng mà đêm vẫn ngủ ha. Em cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ quay trở lại cái chỗ này nè. Ví dụ như bé của chị Vân nha, Tuấn Anh á, là mắt vẫn có hồn, vẫn long lanh. Nhưng mà Tuấn Anh đang bị mắc cái phần gì? Dạ, Tuấn Anh thì đang mắc cái phần thiếu tập trung chú ý, còn lăng xăng. Chính xác. Thiếu tập trung chú ý. Cho nên là cái lanh này nó đi luôn. Nó lanh á, nhưng mà nó lại đi luôn, chứ nó không có định lại tại đây. Cho nên gốc của Tuấn Anh lại phải làm sao để tăng cái khả năng tập trung chú ý, thì lại phải đi từ từ cái vận động này, đi từ giác quan để cung cấp các giác quan nhiều hơn này, xong rồi tập theo nề nếp và bắt đầu tập cho linh hoạt theo cái yêu cầu của mẹ. Linh hoạt sáng tạo nhưng phải dựa trên cái đường cột là mình, chứ không phải là linh hoạt dựa trên những cái gì mà bé thích. Còn anh chị đã tập cho con thích rất nhiều, nhưng mà thệ lại nương theo sở thích của con một cách quá. Đó, thì khi mà bị mắc theo cái đó rồi cuối cùng đến khi mà dạy, cái nào con thích con mới học. Học cái đó nhưng mà học theo cách con thích, chứ không phải học theo cái mà mình cần phải dạy. Đó. Chân thì đang bị mắc ở cái phần đấy. Rồi bây giờ ví dụ như quang của nhà chị Ngân cũng chưa có sự linh hoạt trong mắt. Đúng không? Hữu quang á. Dạ, dạo gần đây hồi cấp trước thôi, sao tự nhiên không cái nó bị mất ngủ một thời gian, cái mắt nó bị không, em thấy nó đờ hẳn đi, cái hai tuần nay nó ngủ ngon, cái hai đêm nay nó lại bị. Nhưng mà có cái gì xảy ra không? Dạ em thấy cũng không có gì hết trơn, mà em không biết là làm sao. Có hồi trước mấy tháng trước thì nó mất ngủ thì em nghĩ là do nó ăn đồ ngọt nhiều. Còn dạo hôm nay em giảm đồ ngọt, em cũng tập vận động nhiều lắm luôn á. Hầu tập như vận ban động ngày nhiều, nhưng mà mình trò chuyện với con nhiều, mình giỡn với con nhiều không? Dạ nhiều, hắn cười giỡn lại hôn em suốt, cũng giỡn, vui lắm, hai mẹ con cũng vui lắm. Ngủ mấy à, nếu mà vui thì không sao. Dạ, nếu mà vui thì không sao. Dạ. Mà sao có đi hai đêm nay cái tự không bảo lại em đuối luôn. Ngủ cái tới ba, cái ba tại ba nó chở đi, buổi sáng đi chợ 3 giờ đêm là thức dậy kêu đi chợ. Ôi trời ơi. Đến mình cũng nhẹ mất ngủ đấy, chứ đừng có nói nó. Thế chứ có cái gì thay đổi không không cô? Để ba nó, tại vì hai tuần gọi cái anh làm apply nhà, cái sáng cái hai cho con hay chở đi chợ để mua đồ ăn sáng, giờ nó cứ hai ngày nay là trong đi chợ. Yes. Con em bé gái hơn 3 tuổi, sáng mai đi đón bà là sáng mai bà đi 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 bộ đi thể dục á, là sáng đúng 5 giờ rưỡi 6 giờ nó đã dậy rồi. Cứ tối hôm nay nó nói là sáng mai con đi đón bà là sáng ngày hôm sau nó sẽ dậy rất sớm. Trời ơi. Đúng rồi, còn kêu gì nữa, kêu những cái chuyện đó thì bình thường. bây giờ đang hỏi là bình thường á, cái mắt như cái thời gian trước mà học online trong chung một lớp á, là thấy mắt của anh ấy chưa có được tập trung và có được cái hồn mà mình mong muốn. Thời gian dịch này em tưởng không, em thấy nó xuống hẳn luôn, em nhìn cặp mắt em buồn lắm luôn á. Mà da tưởng không nó cũng sậm xuống luôn, không biết phải trong nhà nó thiếu nắng hay không biết. Mà sao kỳ đen khủng khiếp luôn. Mà mắt nó lạnh suốt ngày luôn mà vẫn bị đen, em không hiểu luôn, mà mắt nó cũng đen vậy luôn nè. Tính như mình mới có dịch em đi khám, em không biết có thiếu sắc tố gì không mà thôi, thấy nó lạ lắm. Mà mấy bữa nay em thấy nó vui lại, mắt nó đỏ hơn. Chưa bữa, mấy bữa em gặp cô, bữa em quay clip cho cô, còn thấy mắt nó buồn á.
Hồi trước nó không có mắt vui lắm, nhìn thấy thương lắm, mắt sáng thấy sợ luôn, mà tưởng không gập xuống kỳ ghê luôn. Em sợ nhất mình nhìn trẻ mắt nó là đời. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay cả như mình cũng vậy, khi mà mình đi tương tác với các ông trò mà thấy mắt lờ đờ mà phản xạ chậm á, là không được. Hoặc đúng là kể rồi. Cả là nhận thức có tốt thì chẳng mấy, nhưng mà mắt nó cứ không có được cái mức độ nhanh nhẹn linh hoạt á, và yeah, không có cái hồn á, thì mình cảm thấy rất là tiếc cho cái đứa trẻ đấy. Đó, thì trong cái phần tin nhắn ở đây nè, chị Cẩm Nhung là bé còn giao tiếp mắt kém này, bé của chị Huyền đó, rõ ràng là mình can thiệp rất là nhiều. Chị Huyền này là chị Huyền bé Johnny hay là chị, à chị Huyền là bé Johnny đúng không? Dạ đúng rồi cô. Cái thể chất của bé còn yếu mà, thể chất của bé còn yếu cho nên là nó sẽ không thể nào nó đẩy lên tốt hơn được. Thì bây giờ cái việc của bé chị Huyền là cứ đẩy được cái thể chất nhiều lên, tăng cường chơi giỡn, chơi tương tác với mẹ nhiều lên, chơi giác quan, kiếm bò, rồi con vịt bò hay con cua bò, làm á, bắt đầu làm cho bé cười giỡn, xong bé sẽ nhìn vào mẹ như thế này, và bé chờ đợi, xong cười, đó, đấy là cái cách mà rất là tuyệt vời để có thể đẩy được cái phần mắt lên, chứ không phải mắt chỉ dừng ở cái việc là nhìn mình. Nếu mà nhìn mà cái mắt giữ im, không thay đổi, không có cái sự ánh lên của tươi vui thì như vậy cũng chưa. Mắt phải có hồn. Hồn là gì? Cái đôi mắt nó long lanh, nó sáng. Còn trong trường hợp bé của chị Ngân á, bé Quang như vậy á, thì mình cũng phải tính như thế này. Người mình cũng sẽ có ngày vui, ngày buồn, ngày mệt, ngày khỏe, ngày khó chịu. Đó, thì mình thử xem là cái thời gian này nó có qua hay không. Yeah. Hoặc là từ xưa đến bây giờ mình ít can thiệp cho con, còn đến giai đoạn này mình can thiệp nhiều quá, thì cái cơ địa của đứa trẻ nó cần thời gian để nó thích nghi dần dần. Quan trọng khi mà mình tương tác ban ngày này, mình cười đùa, mình giỡn, mình làm trò bên cạnh song song những việc mà mình tập và mình dạy nhé. Song song việc tập, song song việc dạy, mình vẫn cười đùa, vẫn chơi giỡn cho con làm sao thật vui 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 trong ý thức. Đến khi mà đi ngủ là bắt đầu trò chuyện tỉ tê vuốt ve để gieo hạt cho con. Thì khi mà mình gieo như vậy, đấy là chúng ta đang làm rất tốt rồi. Còn chuyện mà nó xảy đến nữa thì bình tĩnh mà đón nhận, kệ nó, không có sao đâu. Dần dần thì nó sẽ vượt qua. Được không ạ? Chứ còn mình càng... Nó thấy thương lắm cô, cái mấy bức tranh mà ba cô để cho em mà có mấy hoạt động bơi, chạy, nhảy á, em dạy nó ăn là tới bức tranh nào bơi là hắn nhảy xuống, hắn lấy cái mắt kính hắn bơi nằm xuống đất bơi nhảy, nói chung là nó diễn theo từng tranh một, mặc dù em không dạy luôn, em giơ bức tranh nào là hắn diễn lại y chang vậy đó, mà sao mắt nó nhung nhấn sụp xuống vậy đó, nó diễn theo y chang vậy đó. Cần quá hà, thì mình sẽ phát triển nhiều lên, bỏ những cái đồ khác ra, hai mẹ con cùng ra bơi. Rồi bây giờ mẹ vẽ cái hồ bơi ra nha. Bây giờ giả bộ mình làm thế này, mình làm thế kia kìa. Bây giờ mẹ làm huấn luyện viên, và chừng nào mẹ thổi coi có mới được nhảy nha. Kiểu như vậy bắt đầu mình bắt theo đúng cái sóng của nó đó, là bắt đầu mình đẩy. Chứ mình đừng dừng lại ở cái chỗ đấy. Sáng tạo mà, dựa trên những cái nó đang có như vậy thì bung lên luôn. Hoặc là con muốn xem các bạn bơi không. Đó, mà cái bạn xem không, trời ơi hay lắm á, xem không, thôi cất đi không chơi nữa. Kiểu như vậy á, mình cứ thò ra mình thuộc vào thì nó mới có sự tò mò. Chứ nói bây giờ đi bơi nha thì thắng tẹt ra rồi, không hấp dẫn. Xem không, trời cái này hay lắm đó, trời nhưng mà Quang chắc không có biết xem đâu. Kiểu như vậy thì anh ấy sẽ khoái đó. Bây giờ mình sẽ tăng cường các cái việc linh hoạt như vậy lên đó. Bây giờ quay trở lại về cái phần mắt này. Thì cô về ơi, phần mắt. Dạ. Em hỏi cái này nó liên quan tới vận động chút, tại nãy cô nhắc đẩy mạnh thể chất á, thì hôm qua em dạ. Có khám con em thì nó bị tại bữa trước hồi đó là chân nó bị quẹo. Chân đẹp. Xong rồi sau một khoảng thời gian thì cái đôi giày chật, em ngậm qua em đi khám lại để đo đôi giày mới, thì cái anh kỹ thuật viên này, anh nói chân bé nó không phải bị bẹt mà do cái cổ chân nó yếu quá, nó tự lật vô, cho nên bây giờ phải tập nhiều bài tập cho nó cái cổ chân nó mạnh hơn.
nhưng mà anh không có hướng dẫn bài tập nào hết, anh nói nó còn nhỏ nó không biết gì hết làm sao tập. Con không biết cô có cái bài tập nào dành cho mấy bé nhỏ vậy không cô? Cô gửi riêng cho em cũng được. Về về bài tập chân á, có anh chị nào mà bé bị về chân không? Để nói thì nói luôn. Cái gì cũng vậy, đều đưa về cái sự phát triển quy chuẩn của một con người. Thì ví dụ như là người mà đứng thẳng như này thì hai bàn chân nó sẽ trẹo sang bên phải hay trẹo về hay là thẳng. Nếu mà đứng thẳng như thế này thì hai bàn chân sẽ làm sao? Thẳng mà nó hơi V, chữ V ra. Dạ, hoặc là thẳng hoặc là ra chữ V. Thẳng chứ nếu như mà đứng thẳng thì là mình đang tập cho chân thẳng mà. Thì dạ, cho hai bàn chân là thẳng ra luôn và người đứng thẳng. Vậy chị vẽ hai cái bàn chân ở trên cái sàn và đứng trên một cái đường thẳng. Mình hình dung được không? Đây là cái vạch xuất phát, là con sẽ đứng ở đây, gót chân của con sẽ chạm vào chỗ này. Đây là một bàn chân. Đây là một bàn chân. Đúng chưa? Và cho con đứng trên cái đường thẳng này. Mình tập cho con đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống để giữ cho cái cổ chân nó thẳng. Tập cho trọng lượng á, trọng lượng của cả cơ thể dồn xuống bàn chân nhiều lên. Nhưng mà mình sẽ đo xem con đứng được bao nhiêu lần thì bắt đầu con mỏi. Thì nếu như con mỏi thì mình phải cố tập lên một hoặc hai lần nữa mình ngưng. Và mình sẽ chia ra, ví dụ như mình có thể tập 3 lần một ngày, hoặc 5 lần một ngày, hoặc 7 lần một ngày. Mình không nên tập quá nhiều. Vì khi mà chân yếu mà mình tập nhiều quá thì lại không tốt. Nhưng mà tập ít quá thì không đủ sức để tạo ra sức bền. Cho nên mình có thể tập duy trì từ cái việc là ví dụ như 3 lần và mỗi một lần tập được 5 động tác hay 7 động tác hay 10 động tác. Sau đó chúng ta sẽ hôm nay là 3 thì ngày hôm sau sẽ tăng lên là 5. Nhưng mình giữ 5 lần một ngày và trong khoảng một tuần, sau đó tuần sau mình mới tăng lên là 7 lần một ngày. Ví dụ như vậy. Chị Trần Mai giơ tay là sao đấy hả? Dạ, con em cũng bị bàn chân bẹt đó cô. Nếu mà bàn chân bẹt thì là kiểu khác. Bàn chân bẹt thì chị phải đi khám bên vật lý trị liệu phục hồi chức năng để người ta đo giày. Dạ, một phần á, hồi trước là bé nhà em có bàn chân yếu thì lúc em đi tập vật lý trị liệu á, thì cái cô mà tập á thì cô kêu em là mua đôi giày cổ cao á, nghĩa là nếu mà mẹ Huy mà con muốn tập cho con á, mà đầu tiên á mà để kiểu như là chân nó bé còn cổ chân còn quá yếu á thì mua đôi giày cổ cao á, lúc mà tập cho bé thì đi vào thì nó cũng nâng đỡ cổ chân lên, nó cũng đỡ bị ảnh hưởng nhiều, nghĩa là bị tổn thương cái phần cổ chân. Thế đó là cô cho cơ vật lý trị liệu thì cho bé đi tập mà tập nằm, xong rồi đi cầu thang, rồi chạy máy chạy bộ, rồi cũng massage các kiểu cô. Nếu mà mẹ Huyền mà muốn tập thì con em thì trước là tập như vậy đó cô. Wow, mà... vậy thì chị Huyền với chị Mai có thể hỗ trợ qua lại cho nhau. Dạ, với lại thầy tập thêm đợt này á cô, là em tập thêm những bài tập của cô á, là tập về trục đứng rồi sấp chéo rồi chườn bò á, thì em thấy cái hướng đi của bé là bắt đầu thẳng hơn, với lại đi hai chân đều hơn, nói chung nhìn đi vững chãi hơn rất là nhiều so với ngày xưa cô. Dạ. Dạ. Với lại tối ngủ á mẹ xây chân cho bé đó mẹ. Em cũng bị bàn chân bẹt đó, hồi xưa đi khám người ta bác sĩ chỉ á, tối ngủ mình xoay cái chân của bé, nó bẹt ở bên phải ra ngoài bên trái thì mình xoay vô trong, xoay cho nó vô cái khớp, nó xoay từ từ là nó hết, là phải lại cho cháu đi trên cát nhiều á, tại vì nó yếu là phải đi tiếp xúc với cát á để cho nó đi giữ thăng bằng á, vật liệu khác không rồi dạ. Xoay là xoay cả cổ chân hay là xoay chỉ bàn nguyên cái bàn chân luôn không chị cầm cái chỗ mắt cá của cháu, chị xoay cái chân của cháu, chị cầm những cái ngón chân đó chị xoay vô xoay ngược vô đó, là cái bác sĩ á, người ta em đi á, là bé em nó cũng bị á, bác sĩ dạy vậy á. Rồi em cảm ơn chị quá.
cô mà hồi xưa cháu ngoại của bà nội á, cô là bác sĩ còn cho mang cái đôi giày mà nó có cái u ở mấy bên trong á cô. Thường mấy bé này bàn chân nó bằng phẳng như cái bàn ủi vậy đó. Cho nên là cái đôi giày họ làm sao mà nó có cái gờ trong á con, nó thì nó làm cho cái chân hõm lại á cô. Tuy nhiên là nó họ độn làm sao á. Là hồi xưa con gái cũng có đi bế cháu đi bác sĩ cũng thời gian cũng lâu và mang giày đó cũng lâu lắm đó cô. Mang giày đó cũng lâu á, thì cái chân của bé mới vậy. Mấy lúc mà nhỏ đó thì khi mà bác sĩ khám thì người ta nói là giống như có một số bé nó bị lỏng khớp háng đó cô. Cái khớp háng. Dạ đúng rồi. Cho nên là người ta khuyên là không được bế nách. Tuy nhiên là khi mà mình bế bé là mình phải ôm cái chân của bé gọn lại. Đó chứ không có được bế sóc nách ngang hông. Thành thử ra khi mà mình đi bác sĩ mà về cơ xương khớp, về vận động á cô, thì người ta kiểm tra cái này kỹ lắm. Mà thật sự thì bà nội cũng thấy rằng mình nên đưa các bé đi kiểm tra cái này sớm. Tại vì thật sự khi mà cái cuộc sống của mình thẳng á cô thì cái sức khỏe của mình mới tốt. Mà khi mà cái cuộc sống của mình á, mà lệch vẹo hoặc là cái khung xương của mình lệch vẹo á, thì nó phát sinh ra nhiều vấn đề về sức khỏe lắm. Cho nên là cái vấn đề về xương khớp cũng rất là cần đó cô. Dạ quan trọng lắm á, cái cuộc sống sau này con sẽ bị thoái hóa đốt sống sớm hơn á. Cho nên là cần phải tập và cần đi khám phát hiện sớm, hỗ trợ sớm ngay từ bây giờ. Ví dụ như những cái gì nó thông thường thì em còn có thể hỗ trợ được. Những cái gì mà đã liên quan đến vật lý, các cái cấu trúc như vậy thì chúng ta nên kiểm tra. Rồi về bắt đầu mình mới có một bài tập bổ trợ để thêm vào thôi. Hình dung không ạ? Rồi bây giờ quay trở lại về cái vấn đề của mình quay từ ban đầu. Để tập cho con để giao tiếp được mắt tốt thì nó phải đi từ cái chuyện là tập trung. Tập trung xong thì tập trung là cái nền tảng về tập vận động này. Sau đó chúng ta sẽ phải có nhiều bài tập phối hợp để giúp cho cái mắt và toàn thân nó sẽ phối hợp làm được nhiều bài tập liên hoàn. Thì khi mà nhiều bài tập liên hoàn như vậy thì tai nghe tốt, mắt phản xạ tốt, rồi phối hợp các bộ phận với nhau liền một lúc trong một lần tốt hơn. Thì khi này mắt dần dần nó sẽ nghe tốt hơn. Nó sẽ quan sát tốt hơn và linh hoạt hơn. Tiếp theo nữa, khi mà mình tương tác với con á, hãy quay về cái trạng thái là mặt đối mặt ngang nhau. Và muốn mặt đối mặt ngang nhau như vậy thì chúng ta sẽ nên dựa vào cái hệ thống đồ vật yêu thích, là con mình thích cái gì mình sẽ lấy cái đó lên và để ngang tầm mắt với mình. Rồi ngang tầm mắt với con. Khi con ngồi thì mình sẽ ngồi ghế thấp hơn. Khi con nằm thì mình sẽ nằm sát xuống dưới cái sàn luôn. Để mắt con vừa nhìn ra là nhìn ra được mình luôn. Còn nếu như mà ghế của mình và ghế của con là bằng nhau thì thông thường sẽ có xu hướng là con phải nhìn lên hay con nhìn xuống. Nếu ghế và ghế bằng nhau. Nhìn lên không? Thì cuối cùng con vẫn là nhìn lên. Cho nên nếu như con ngồi trên ghế thì chúng ta có thể sẽ phải ngồi đất. Để làm sao mà mắt con chỉ cần nhìn xuống là thấy mẹ hoặc nhìn ngang ngang thôi là thấy mẹ rồi. Và bước chỗ này chúng ta làm đó là dơ những đồ vật mà con yêu thích ra. Thì khi mà dơ đồ vật mà con yêu thích ra thì mình dơ ra con nhìn mình là mình đưa cho con luôn. Hay là mình nên làm như thế nào nữa? Thưa cô, con nhìn á, con nhìn mà nó quét qua cái đồ nó muốn và ngang cái mắt mình thì mình đưa luôn cô. Dạ, rồi đưa luôn cho cái bánh này luôn. Rồi cho con ăn hết cái bánh này luôn rồi hết. Hay là sao ạ? Dạ không, tại vì khi mà chơi với bé thì mình không có cho một cái bánh nhiều cô. Tất nhiên là mình sẽ dùng ít một và nhiều lần cô. Dạ đúng rồi, ít một và nhiều lần. Dạ cảm ơn bà nội rất là nhiều luôn. Dạ rồi, vậy nếu mà như vậy thì mình sẽ củng cố được cái chuyện là con muốn ăn bánh đúng không? Con nhìn nhìn mình, con nhìn bánh, con sẽ được cái con muốn. Vậy có cần cải thiện điều gì ở đây nữa hay không? Một cái bánh như thế này chúng ta sẽ dạy được bao nhiêu lần trong cùng một lần như thế này? Nhiều lần thôi cô, nhiều lần tùy theo cái bánh. À, nhiều lần tùy theo cái bánh và nhiều lần tùy theo là cái mức độ tập trung chú ý của con được tới đâu. Nhưng mà chỗ này, bây giờ nhé, ví dụ như là đây là bánh này. Sau khi mình nói bánh, mình dạy cho con nói bánh, sau con nói bánh, rồi cho con ăn luôn. Có cần gì thay đổi không? Nhìn nhé.
bánh, bánh, tức là nhìn mẹ này, cho nhìn ra bánh này, nói bánh này, cho ăn luôn. Vậy là 5 lần hoặc 10 lần như vậy là mình củng cố được là con muốn bánh, là con cứ nhìn mẹ, nhìn bánh, con nói bánh con được cái con muốn. Có gì khác nữa không? Bà nội nhớ ngày xưa mà tập cho chị ăn ấy, nó không có phải là nhiều lần mà nó giống nhau như vậy, thì nó phải khái quát hóa thêm dần dần. Tất nhiên là cái lần đầu tiên khi tập á thì cho ngay, nhưng mà cái lần thứ hai thứ ba thì mình sẽ níu cái thời gian lại một chút đó cô, để cho nó đừng tăng chờ đợi. Dạ vâng, tăng chờ đợi, mình tăng dần. Thì bà nội nhớ tại cái này, cái bài này nó cũng lâu lắm rồi cô, từ lúc mà bé 2-3 tuổi á cô. Thì bà nội nhớ là dạ tăng dần, dạ tăng cái khả năng chờ đợi. Và đồng thời á, là trong khi làm như vậy á, thì mình sẽ thêm từ vô nữa cô. Tuy nhiên là thay vì nói bánh, thì là ăn bánh, rồi từ cho con bánh. Đó thì mình thêm từ, tất nhiên là thêm mắm dặm muối, tùy theo cái cảm xúc của bé, cái tương tác của bé. Nói chung là khi mà mình nói cái này là cái chung, nhưng mà khi mà mình làm trên mỗi bé ứng dụng á thì mỗi bé sẽ có những cái khác nhau. Dạ em vẫn còn một cái mà em nấn ná ở chỗ này nữa, đó là khi mà mình đưa cái món đồ mà con thích ở đây rồi nè, đưa ra con có nhìn mắt rồi, rồi đồng ý là mình sẽ cung cấp thêm cái vốn từ tùy theo level của bé trong cái thời điểm hiện tại là như thế nào thì mình sẽ bẫy. Đó, nhưng mà vẫn thêm này, ví dụ như khi mình đưa ra mình bánh, cái mắt mình này, bánh. Được không ạ? Mình vui hơn, mình có một cái gì đó để mình gợi mở. Khi gợi mở này, em bé vừa có xu hướng chỉ lên trên đây. Được không ạ? Mình đừng để cái bánh in đấy nữa, mình cứ di chuyển lên. Được không chị? Bánh. Bánh nè. Thì khi mà mình để trong tầm mắt, ngoài tầm với và linh hoạt, thì cái mắt của em bé ban đầu là nó sẽ đang quen nè, chỉ cần chỉ hóa thôi, nhìn cái thôi là được liền. Nhưng mà về sau thì mình sẽ phải nhây ở chỗ này. Được không ạ? Lên cao, xuống dưới, qua phải, qua trái, rồi làm sao đó để chờ đợi đấy, chờ đợi, nhưng mà phải kèm với cái mắt của mình nữa. Được không? Và mình cười, mình giỡn trên cái gương mặt của mình để cho con hiểu. Con hiểu được là rõ ràng vẫn đang là nhu cầu của con đấy, nhưng mà bắt đầu mình đang chỉ cho con những cái tương tác nó sẽ linh hoạt hơn, nó sẽ mềm dẻo hơn ở đây. Thì anh chị có thể liên hệ lại với tình trạng của con mình ngay tại bây giờ. Mắt con đã linh hoạt chỗ này hay chưa? Hình dung không? Đã linh hoạt chỗ này hay chưa? Thì mình sẽ phải linh hoạt ha. Rồi khi mà con nói bánh, bánh, cho con ăn bánh gì đó, thì sau này mình sẽ phải thêm này. Cho con ăn bánh đi. Nghe cái giọng em không? Cho con ăn bánh đi. Mẹ ơi, bánh ngon quá à. Cho con một miếng nữa. Chứ không phải, cho con một miếng nữa. Được không? Tức là trong cái cách mà con tương tác với mình, sẽ phải có một cái gì đó nó mềm mại. Nó phải có cái gì đó lịch sự, văn minh. Và cái câu lời nói ấy, nó không phải là một mẫu câu cho sẵn nữa, mà đã có văn nói trong này rồi. Đi, đi mà, nữa đi. Được không? Ngon quá à. Thật tuyệt vời. Con muốn ăn một miếng nữa. Con có thể ăn một miếng nữa được không? Đó, tức là cái cách đó mình sẽ chỉ cho con được nhiều hơn. Có những cái sức biểu cảm vừa về là trong các tình huống như thế này, nhưng mà vừa về cái ngôn ngữ để con thể hiện ra. Được không ạ? Và mình sẽ làm sao đó để cho thật sự là linh hoạt. Hoặc là ví dụ như chỗ mà mắt như thế này nhá, anh chị lưu ý này. Muốn ra được mắt thì chúng ta phải làm cái cảm giác, cái xúc giác phải rất là tốt. Thì mình để ý khi mà con đang ngồi như này ha, mình lấy cái tay á, mình kéo thì cái lườn của con á, mà con quậy cái người hay không. Mà khi mà con nằm trên giường con chơi á, thì bắt đầu ui ui ui, con sâu đây, tôi là con sâu đây, lên trên cái người. Thì xem cái phản xạ của con thể hiện ra như thế nào. Nếu như mà con ngọ nguậy người, có nghĩa là cái xúc giác của con tốt, nhạy cảm. Khi mà nhạy cảm như vậy á, mình chỉ cần cười cù lét là bắt đầu cười sặc 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 lên rồi.
Còn nếu như khi mà chúng ta tương tác chơi các cái trò cảm giác người người với con mà mặt con hoặc không cảm xúc hoặc cảm xúc rất là mờ nhạt thì trách nhiệm của mình vẫn nên là đẩy các cái phần kỹ năng này lên nữa. Được không? Rồi bắt đầu. Wow! Tôi làm con kiến đây, con kiến bò bò nè. Bò 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 lên tay, bò lên vai. Bò lên đâu đây? Bò lên đâu? Bò lên đâu đây? Bò lên đâu đây? Bò vào nách. Được không ạ? Thì khi mà vừa bò vào nách thì phải làm sao đó để cho con cười sằng sặc ra. Thì khi mà mình bò được vào nách con á, mình phải móc cái nách và làm cho nó phải rất là nhột và làm cho nó không chịu nổi. Mình dạy cho con đẩy ra, ra, nhột quá, nhột quá. Kiểu như vậy đó. Tức là mình vẫn phải kích cảm giác, nhưng mình vẫn phải kích cái cách tương ứng để mà thể hiện khi mà không muốn. Tiếp theo này, khi mà mình làm trò như thế này mà con đang rất là khoái, con đang chờ là lên trên tay rồi đúng không, thì bước tiếp theo thế nào cũng sẽ vào cổ hay vào nách hay vào bụng hay vào chỗ nào mà con đang rất thích thì mình không làm nữa. Để làm gì? Sợ. Ấy sợ. Ấy sợ. Nữa. Để đòi nữa. Nữa. Dạ chính xác, mình sẽ dạy cho con là nữa, nữa đi. Nó bắt đầu con sẽ có cái nhu cầu. Và khi mà nữa như vậy á, là cái mắt của con này đang rất là thích để liên tưởng là sắp tới chỗ nào đang rất là thích thú nha. Thế khi mình dừng thì cái mắt của con sẽ tìm kiếm ánh mắt của mình. Và con sẽ đi tìm cái tay của mình để làm tiếp trên tay của con nữa. Và khi mà con có những cái biểu hiện đi tìm như vậy thì chỗ này mắt mình sẽ sát thay vì nó nữa. Nữa, chơi nữa. Hoặc mẹ chơi nữa đi. Được không ạ? Thì khi mà con vừa mới nói xong theo yêu cầu của mình, có thể bắt đầu bò. Ôi, bò vào trong nách rồi. À, làm trò như vậy. Đó, làm cho cái quá trình này nó bung lên trên và làm cho đứa trẻ nó cảm thấy rất là đã. Thì khi rất là đã như vậy thì bắt đầu là mình sẽ dạy cho con là con làm cho mẹ. Đến lượt con làm cho mẹ. Được không ạ? Cái kiểu của luân phiên á, đầu tiên là con chưa biết thì con có thể theo hướng, xong dạy cho con bắt trước và tới phiên của con để con làm giống như mình. Thì khi mà con không biết làm giống như mình như thế nào, cầm tay con, làm trên tay của mình. Làm trên tay của mình. Và khi mà con tay của mình mà làm trên tay của con thì mình làm như này. À, bò lên tay. Mình nhìn nhé. Bò lên tay. Thấy không ạ? Bò lên vai. Bò lên vai là bò nhanh. Thì nhịp này, bò lên tay, tức là bằng nhau, cùng nhau. Bò lên vai, nhanh thì tay này cũng chạy nhanh. Bò vào nách là bùm, làm trong đây thì làm cho con cảm thấy rất là hào hứng. Tuy nhiên khi mà cầm tay con và để trên tay mình thì chỉ có là chìa được hai ngón tay ra thôi. Còn con theo kiểu này, bò lên tay, như mà người mình này, tay này của con nhé. Bỏ lên tay của mình nhá. Khi bỏ lên, nhột quá. Bỏ lên tay, nhột quá. Đừng mà. Hình dung không ạ? À? Cái kỹ thuật chỗ này này, vừa chỉ cho con cách làm. Làm tương ứng trên người của mình. Tay con làm trên người của mình. Nhưng mình lại phải đóng luôn cả cái vai mà cái người cảm nhận quá trình này. Mình cũng phải nhột quá. Đi ra, nhột quá. Kiểu như vậy. Nhưng ở bên này vẫn bò. Chưa vào cổ thì khi mà tay này đưa vào cổ một cái thì cổ của mình phải kẹp lấy tay của con. Ôi gì vậy, nhục quá. Đó, bắt đầu mình làm trò lên thì con mới cảm thấy thích thú và rất là đã khi chơi. Cái chỗ chơi này không dễ, mình cố gắng mình phải hòa mình vào trong cái quá trình mà mình tương tác cùng với con như vậy, nó mới ra được vấn đề. Phải đánh được vào cảm xúc. Khi mà vào được cảm xúc như vậy thì bắt đầu con mới lên được cao trào và con cảm thấy sung sướng, thích thú khi được chơi cùng với mẹ như vậy. Thì khi mà được chơi cùng với mẹ như vậy, bắt đầu mình mới thấy được cái độ mắt này nó mở to ra và nó long lanh và bắt đầu nó có một cái cảm giác rất là phải gọi là phê, đã, sướng, khoái, thể hiện ngay trên mặt và mắt như thế này mới là đạt yêu cầu. Đúng không ạ? Và khi mà nó đang có nhu cầu như vậy thì nó nhìn vào mình bắt đầu nó mới nói là nữa hay chơi nữa hay gì đó, nó thể hiện ra, nó mới
đạt được cái hiệu quả cao hơn rất nhiều. Anh chị hình dung được cái chỗ này không ạ? Chắc là tối hôm nay mình sẽ dừng ở đây đi, xong rồi đến hôm sau thì em sẽ phân tích lại từ đầu của cái phần kỹ năng mà giao tiếp tìm ngôn ngữ này. Được không ạ? Tại vì bây giờ nếu mà làm tiếp cái này nữa thì không biết đến khi nào mới ngừng được. Dạ được cô. Tại vì thật sự cái phần này nó quan trọng lắm cô. Cho phần nên này là... rất quan trọng nên làm kỹ đi. Nhưng mà thật sự bà nội nói nghe, các phụ huynh may mắn lắm là được cô truyền cái bí kíp của cái chỗ chơi này. Chứ còn ngày xưa đó, cách đây 5 năm mà bà nội dạy cái bài mà giao tiếp mắt cho bé đó cô. Thật sự là cũng học rồi cũng mày mò chứ còn không biết cái cách mà giống như là cô vừa chia sẻ đó, là phải nhây, phải biểu hiện trên khuôn mặt, phải biểu hiện bằng cái âm điệu, ngữ điệu của mình. Thật sự cái đó nó là cần cô. Còn ngày xưa đó, mình chỉ được hướng dẫn là giao tiếp mắt rồi cái cách, các cái bước như vậy. Và khi mà mình làm lại bị căng thẳng bởi cái mà giống như là mình thực hành đó cô. Cho nên là mình, và mình áp đặt trên cái trên bé. Cho nên là thật sự cái kết quả nó vẫn đến, nhưng mà nó sẽ không bằng cái cách của cô bây giờ cô chia sẻ. Thật sự các mâm là rất là may mắn khi mà được cô chia sẻ cái phần này. Tại vì cái chơi nó quan trọng lắm, và cái chơi nó không phải là nó vào một cái khuôn khổ hay giờ giấc nào, và bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào, bất cứ công việc nào cũng có thể chơi được. Thì với bà nội khi mà chơi với Thùy Anh thì có thể là chơi kể bằng cái giờ làm bếp, giờ sắc thái, rồi giờ vo gạo, rồi giờ, tuy nhiên là tất cả là đều có thể là cái chơi được. Và chính cái chơi đó mới giúp các bé nó tương tác và nó phát triển. Ý là như vậy đó cô, mà thật sự vẫn chưa đạt tới cái mong muốn của mình. Thật sự. Dạ chính xác. Đấy là cũng đúng là điều mà nhiều lần khi gặp bà nội không muốn nói mà không biết nói là làm sao. Cái chơi nó quan trọng lắm. Dạ. Thì mình sẽ dành một cái buổi tiếp theo để phân tích từng kỹ năng một. Và mỗi một kỹ năng như vậy em mới có thời gian để em trẻ nhỏ và đưa ra những kỹ thuật. Và đối với lớp mình chắc là phải đưa ra thành tình huống một. Và cách làm các bước ra làm sao thì mình mới hình dung được. Chứ rõ ràng là bài này đã nói rồi mà đến hôm nay hỏi lại như mới luôn. Nói rồi mà giờ nghe lại vẫn đứng hình đó mà cô. Nhưng mà thực ra muốn giúp cho con mình cái phần người được, cái phần thành công được tốt đến bao nhiêu, nó phụ thuộc vào chơi này này. Cho nên chúng ta dành thời gian cho chơi là chúng ta không có hối. Đúng thật hả? Sự là vậy đó cô, thật sự là vậy đó. Cho nên là khi mà bà nội tìm hiểu cô, có những trường hợp mà cứ dạy về học thuật nhiều quá đó cô, thì các bé đó là cái về cái kỹ năng, cũng giống như là cái giao tiếp á, là các bé bị chậm hẳn luôn, mặc dù mình quan sát cái bé đó thì mình thấy là rất là tốt. Và cũng giống như ở nhà cháu, bà nội cũng vậy đó. Thật sự là bà nội hiểu ra vấn đề hết á, nhưng mà rõ ràng là cái mà mình mong muốn hơn nữa đó vẫn chưa được, cho nên là bà nội thấy là cái phần chơi này nó rất là quan trọng. Dạ. Mà may thì may chúng ta sẽ cô giúp cố gắng đi. Dạ thực sự cái này là phải nói rất là kỹ, xong rồi phải biểu cảm, xong phải mô tả từng phần một. Chúng ta phải đóng rất là nhiều vai luôn. Đến tối mai thì em lại có thời gian.